chương 121, thu mua phế liệu. Đối với chuyện này, Diệp Thu không cảm thấy đau xót tí nào, dù sao đây cũng chỉ là một chiếc xe van, hơn nữa lại còn không phải là xe của anh, có bị đụng hư cũng chẳng sao cả. Ngược lại, trái tim của Tô Minh Vĩ giờ phút này đang thật sự bắt đầu dỉ máu. Đây là chiếc xe yêu dấu hắn vừa mua chưa đầy một tháng. Đổ một đống tiền vào để trang hoàng nội ngoại thất cho nó. Hắn ta còn định trông cậy vào nó để tranh giải tại cuộc thi vua xe hơi của tỉnh Thiên Nam vào tháng sau. Bây giờ lại bị đâm thành cái hình dạng này đây, hơn nữa còn do một chiếc xe van rách tông vào đuôi xe cơ đấy. Đây thật sự không chỉ là một sự sỉ nhục bình thường mà. Hai mắt Tô Minh Vĩ đỏ bừng, ngay cả ý muốn giết người cũng có, trực tiếp phanh gấp dừng xe lại, đẩy cửa nhảy xuống xe, tức giận đùng đùng đi về phía chiếc xe đằng sau, định bụng tìm Diệp Thu để tính sổ. Tuy nhiên, khi Tô Minh Vĩ vừa bước đến chỗ chiếc xe van, hung hăng đưa tay gõ vào cửa kính ghế tài, chuẩn bị quát thật to về phía Diệp Thu. Thì lúc này, audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thu lại nhân cơ hội đó trực tiếp xoay vô lăng, vòng qua chiếc Porsche 911 rồi đạp ga tăng tốc độ nghênh ngang rời đi. Nếu đổi lại là lúc bình thường, có thể anh sẽ chơi đùa cùng rồi dạy dỗ mấy tên này một trận. Nhưng bây giờ thật sự rất gấp anh phải nhanh chóng trở về thành phố để ký hợp đồng với Tô Hách Sơn, nên dĩ nhiên không rảnh để phản ứng với mấy tên hề này. Nhìn theo chiếc xe van thương hiệu Vi Linh Chư Guang đang nhanh chóng rời đi. Cả người Tô Minh Vĩ đều sửng sốt, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, quá to, chết tiệt. Nhanh chặn tên kia lại. Tô Minh Vĩ lập tức mặc kệ xung quanh, nhanh chóng leo lên chiếc Porsche 911, cho xe tăng tốc đuổi theo. Tuy nhiên, nếu đổi lại là đoạn đường thẳng tắp vừa rồi. Tô Minh Vĩ muốn đuổi kịp Diệp Thu đương nhiên không thành vấn đề. Dẫu sao tính năng cực đỉnh của Porsche 911 vẫn còn đó. Nhưng điều quan trọng bây giờ là càng lúc càng gần thành phố, đường ngoằn nghèo cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, số lượng phương tiện giao thông trên đường lại ngày càng tăng. Càng lúc càng nhiều ô tô. Cho dù kỹ năng lái xe của Tô Minh Vĩ không tệ trang đi nữa thì hắn cũng không thể điên cuồng tăng tốc độ như lúc nãy được. Để tránh đụng những chiếc xe khác, Hắn ta buộc phải giảm tốc độ chậm lại. Mà cứ như vậy thì lợi thế của Porsche 911 lại biến mất ngay lập tức. Khoảng cách giữa hắn ta và Diệp Thu cũng càng ngày càng xa. Dù sao thì với kỹ năng lái xe của Diệp Thu vẫn có thể chạy với tốc độ tối đa trong hàng chục nghìn chiếc xe ô tô xung quanh. Cho dù hiện tại ô tô lưu thông trên đường ngày càng nhiều, Diệp Thu vẫn giữ được tốc độ tối đa, lại còn linh hoạt di chuyển qua lại trong dòng xe cộ đông đúc. Nhìn chiếc xe van vi linh dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Tô Minh Vĩ tức hộc máu, điên cuồng đập vô lăng nhưng cũng vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe van kia chuồn đi mất. "A, à, đừng để ông đây gặp lại, nếu không tao sẽ giết mày." Hai mắt Tô Minh Vĩ tóe lên lửa giận, gương mặt tràn đầy giận dữ gầm lên. Một đường vội vã trở lại thành phố. Diệp Thu phát hiện thấy chiếc Porsche 911 không theo sau nữa, khóe miệng nâng lên một nụ cười thú vị ngay sau đó anh lái xe thẳng đến cao ốc Thiên Tuyết nằm ở trung tâm thành phố. Được xem là một trong những bách hóa hàng đầu tỉnh Thiên Nam. Trung tâm bách hóa Thiên Tuyết cũng có tòa nhà văn phòng riêng nằm tại khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Diệp Thu dừng xe trước cổng tòa nhà Thiên Tuyết, vừa chuẩn bị xuống xe. Thì ngay lúc này... Một nhân viên bảo vệ phụ trách đóng mở cửa chạy nhanh đến, sốt ruột nói, này, anh kia, mau lái chiếc xe van nát của anh đi đi, Nơi này của chúng tôi không có đồ để bán phế liệu đâu. Hiển nhiên là nhân viên bảo vệ đã coi Diệp Thu thành một tên thu mua phế liệu. Dù sao đây cũng là tòa nhà Thiên Tuyết, bình thường đến nơi này nếu không phải là thành phần trí thức của công ty thì cũng là các ông chủ lớn. Và không ai trong số họ lại đến cùng một chiếc xe van. Hơn nữa, chiếc xe van của Diệp Thu vì bị va chạm với chiếc Porsche 911 của Tô Minh Vĩ lúc nãy nên toàn bộ phần trước của nó bị móp vào nhìn vô cùng rách dưới thực sự trông giống hệt như một chiếc xe thu mua phế liệu đối với việc này diệp thu cũng cạn lời một lúc sau đó bước xuống xe lấy trong túi ra hai bản hợp đồng đưa lên trước mặt nhân viên bảo vệ giải thích tôi đến đây để bàn về hợp đồng bàn về hợp đồng gì hợp đồng thu mua phế liệu sao đừng nói nhảm nữa mau lái chiếc xe hỏng của anh đi cho tôi đậu chỗ này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng bách hóa thiên tuyết chúng tôi nếu để lãnh đạo thấy được lại dạy bảo tôi một trận bây giờ, mau lái đi, nếu không tôi cũng sẽ không khách khí đâu." Nhân viên bảo vệ nhìn Diệp Thu từ trên xuống dưới một phen, đầy khinh thường nói. "Nhân viên bảo vệ của Thiên Tuyết mà lại không nói lý lẽ như vậy sao?" Diệp Thu cau mày. "Tôi cùng một người thu mua phế liệu như anh thì có lý lẽ quái gì để nói cơ chứ. Tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng, rốt cuộc có đi hay không? Nếu anh không đi, tôi sẽ đập nát chiếc xe rách của anh đấy tin không hả nhân viên bảo vệ liếc diệp thu một cái ngang ngược nói anh có thể thử xem gương mặt diệp thu trở nên lạnh lẽo với giọng điệu lạnh như băng đó làm cho nhân viên bảo vệ vô thức run lên nhưng anh ta lại không hề xem diệp thu ra gì vẫn như cũng ngạo nghễ nói ôi chao thấy tôi thật sự không dám làm đúng không ông đây hôm nay sẽ đập cho mày xem nói xong Nhân viên bảo vệ trực tiếp móc ra một cây gậy cao su đeo ở thắt lưng. Diệp Thu hít mắt lại, trong con ngươi lóe lên sự nguy hiểm. Chỉ cần anh ta dám nện một cái xuống chiếc xe van, thì nhất định anh sẽ làm cho nhân viên này trải qua một tháng tiếp theo trong bệnh viện. Không phải anh đau lòng gì chiếc xe van này, mà là vô cùng chán ghét loại nhân viên bảo vệ coi thường người khác. Nhìn về phía tên bảo vệ đang định giơ gậy cao su lên đập xuống chiếc xe van, dừng tay. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên truyền đến. Nghe thấy tiếng gọi. Nhân viên bảo vệ sửng sốt. Diệp Thu nhíu mày lại. Sau đó cả hai cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đẹp tóc ngắn mang bộ âu phục màu đen, thân hình nhỏ nhắn bước ra khỏi tòa cao ốc thiên tuyết và đang bước nhanh về phía bên này. Nhân viên bảo vệ thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng chào hỏi, mặt đầy nịnh hót hỏi thư ký từ sao cô lại xuống đây sở dĩ anh ta lại cung kính đối với người đẹp tóc ngắn này như vậy đó là bởi vì người đẹp tóc ngắn này là thư ký của tổng giám đốc tô hán sơn của bách hóa thiên tuyết tên là từ á đừng nói anh ta cho dù là giám đốc bộ phận an ninh gặp từ á thì anh ta cũng phải tỏ ra khách khí anh đang làm gì đấy từ á trừng mắt nhìn nhân viên bảo vệ rồi lạnh lùng hỏi ôi ôi cái tên thu mua phế liệu này không biết tại sao lại đậu chiếc xe rách của mình ở chỗ này tôi đang đuổi anh ta đi nhân viên bảo vệ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề gương mặt giải thích một cách nịnh nọt thu mua phế liệu khuôn mặt từ á nhất thời trầm xuống cô ta hung hăng chừng mắt nhìn nhân viên bảo vệ lạnh giọng mắng thật đúng là có mắt như mù mà anh ta chính là khách hàng quan trọng của chủ tịch tô đấy cái gì khách của chủ tịch tô tô sao chương 122, oan ra ngõ hẹp. Từ Á không để ý đến tên bảo vệ này nữa mà vội vàng xoay người đi đến trước mặt Diệp Thu, mặt đầy ái náy nói, thực ngại thưa anh Diệp, tôi đến muộn, đã để cho anh bị hoảng sợ rồi. Không sao, không đến mức bị hoảng sợ. Diệp Thu khoát tay một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười nhìn ngấm, nói tiếp chẳng qua chỉ là thấy được sự hiếu khách của nhân viên bảo vệ bên công ty cô, đúng là thật đặc biệt, ấy vậy mà còn chuẩn bị đập nát xe của tôi cơ đấy, có phải hơi nhiệt tình quá rồi không nhỉ? nghe xong câu này, khuôn mặt nhỏ của Từ Á thay đổi trong trước mắt. Cô ta biết rõ ràng Diệp Thu đang không hài lòng. Trước khi cô ta xuống đây, Tô Hán Sơn đã nhiều lần dặn dò cô ta, bất cứ trong trường hợp nào, nhất định cũng không được làm cho Diệp Thu cảm thấy không vừa ý. Nghĩ lại đến đây, Từ Á vội vàng nở nụ cười nói, anh Diệp, xin cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng nói xong cô ta trực tiếp quay đầu nhìn nhân viên bảo vệ đang ngồi co quắp ở dưới đất lạnh lùng nói lập tức đi đến phòng kế toán nhận lương tháng này rồi nghỉ việc ngay hả sắc mặt của bảo vệ nhất thời trở nên rất khó coi trong mắt hiện lên đầy tuyệt vọng nên biết rằng ở thành phố giang châu rộng lớn này muốn tìm được một nơi thích hợp lại có tiền lương và đãi ngộ tốt như công việc này thật sự không dễ dàng chút nào ban đầu anh ta đến vì quyền lợi đãi ngộ của bách hóa thiên tuyết chỉ vừa vất vả chuyển sang chính thức được một tháng, thế mà anh ta lại bị sa thải trực tiếp vì sự cố đen đuổi này. Điều này làm cho anh ta vô cùng hối hận, thật sự ân hận từ sâu trong đáy lòng. Nếu sớm biết như vậy, dù có bị đánh chết, anh ta cũng tuyệt đối không dám đi khiêu khích Diệp Thu. Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn để chăn chối bất cứ điều gì nữa. Trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận nào cho anh ta uống. Anh Diệp, không biết anh có bằng lòng với cách xử lý này của tôi không?" Từ Á quay đầu lại nhìn Diệp Thu, hỏi một cách cung kính. "Đưa tôi đi gặp tổng giám đốc Tô của cô." Diệp Thu thản nhiên nói. "Được." Từ Á nhanh chóng xoay người đi trước dẫn đường. Hai người lần lượt bước vào đại sảnh của tòa cao ốc Thiên Tuyết. Tại đây, Từ Á quay người lại, chỉ vào khu vực nghỉ ngơi VIP bên cạnh nói, "Anh Diệp, mời anh nghỉ ngơi ở chỗ này trước, Tô Tổ tổng vừa rồi đã giao phó nếu anh đến tôi nhất định phải nói cho ông ấy để ông tự mình xuống đón tiếp anh thật chu đáo không cần khách sáo như vậy đâu diệp thu sờ mũi nên vậy đây cũng là chút tâm ý của tổng giám đốc tô chúng tôi từ á mỉm cười nói vậy được rồi ngôn tình hoàn diệp thu gật đầu sau đó trực tiếp đi đến một chiếc ghế salon trong khu nghỉ ngơi ngồi xuống từ á vội phân phó cho lễ tân của công ty rót một tách trà sau đó tự mình mang đến Đặt trước mặt Diệp Thu, cung kính nói: "Anh Diệp, mời anh uống trà trước, nếu cần gì cứ trực tiếp sai bảo lễ tân bên cạnh, cứ xem ở đây như nhà mình vậy, bây giờ tôi đi lên thông báo cho tổng giám đốc Tô." "Được." Diệp Thu gật đầu. Thấy vậy, lúc này Từ Á mới nhanh chóng xoay người đi về phía thang máy. Diệp Thu nâng tách trà lên, từ từ thưởng thức. Ngay tại thời điểm này, một chiếc xe thể thao mùi trần Porsche 911 màu xanh dừng trước tòa nhà Thiên Tuyết ngồi trên xe chính là tô minh vĩ và ba người khác tô thiếu anh định nói với ba anh thế nào thanh niên ngồi ở ghế phụ nhìn tô minh vĩ nghi ngờ nói trực tiếp mở miệng đòi tiền sau đó bảo xe của tao bị người ta đụng phải kêu ba tao đưa một triệu để đi sửa xe sắc mặt tô minh vĩ trầm xuống nghiến răng nghiến lợi nói vừa nhắc đến chuyện này lòng hắn ta bừng bừng lửa giận đúng vậy cha của tô thiếu là tổng giám đốc bách hóa thiên tuyết nắm nhiều cổ phần một triệu đó chỉ là tiền tiêu vặt chắc chắn nhất định sẽ đưa ngay cho tô thiếu thôi mà một thanh niên khác vội vàng nịnh hót đó là điều hiển nhiên tô minh vĩ mặt đầy đắc ý gật đầu rõ ràng rất hưởng thụ sự nịnh bợ này ngay sau đó hắn đẩy cửa bước xuống xe tô thiếu nhìn kia đúng lúc này nam thanh niên ngồi ghế phụ bất ngờ kéo áo của tô minh vĩ vừa chỉ về bên kia vừa la lớn nhìn cái gì thế tô minh vĩ tức giận liếc nhìn tên thanh niên này một cái rồi vô thức liếc mắt nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta chỉ chính là nó đôi mắt của tô minh vĩ ngay lập tức phun ra lửa bởi vì cách đó không xa ngay theo hướng ngón tay tên kia chỉ chiếc xe van rách hiệu vi linh của diệp thu đang đậu ở chỗ đó đối với chiếc xe này tô minh vĩ nhớ rõ đến từng chi tiết cho dù đó là ngoại hình hay biển số xe tô minh vĩ đã khắc cốt ghi tâm hắn đã từng thề trong lòng đời này ngàn vạn lần đừng bao giờ để hắn gặp lại chiếc xe van rách này cùng tên lái xe đó một lần nào nữa nếu không nhất định sẽ khiến nó phải trả giá thật đắt nhưng điều mà tô minh vĩ không nghĩ đến lại là nhanh như thế đã gặp lại rồi hơn nữa nó lại còn ở ngay trước cửa công ty của bố hắn ta trong lúc nhất thời sắc mặt tô minh vĩ lập tức trở nên u ám vô cùng nghiến răng nghiến lợi tràn đầy lửa giận nói, thật là lúc tìm mỏi mắt thì không thấy đâu, đến khi tìm được lại trả tốn công tí nào. Tên khốn kiếp đáng chết này, lại có thể để cho tao gặp lại mày ở đây, lần này, tao xem mày chạy đi đâu. Ha ha ha, khẳng định tên kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta vừa vặn phải đến trung tâm bách hóa thiên tuyết, đây chính là địa bàn của tô thiếu, tên đó chết chắc rồi. Tên thanh niên ngồi bên cạnh cười tô tuét, vội vàng nịnh nọt. Ha ha, xuống xe nào, Tô Minh Vĩ cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuống xe, bước nhanh đến chỗ xe van. Ba tên thanh niên còn lại bám sát phía sau. Nhóm người đến chỗ xe van. Đầu tiên Tô Minh Vĩ liếc nhìn vào phía trong xe, phát hiện không có ai, sắc mặt hắn ta ngay lập tức sầm lại. Mà ngay lúc này, hắn mới chú ý tới nhân viên bảo vệ đang ngồi lê liệt bên cạnh xe van, trực tiếp hỏi, người trong xe này đâu rồi? Nhân viên bảo vệ vẫn đang trong cơn tuyệt vọng. Nghe vậy, hắn ta theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn lại khi nhìn thấy đó là tô minh vĩ cả người cũng sửng sốt là nhân viên bảo vệ phụ trách canh cổng anh ta nhất định nhận ra được tô minh vĩ và cũng biết thân phận của hắn ta đây chính là con trai của tổng giám đốc tô hán sơn vì vậy nhân viên bảo vệ không dám do dự nhanh chóng chỉ vào tòa nhà thiên tuyết run rẩy nói đang ở bên trong ở bên trong đúng không rất tốt tô minh vĩ cười lạnh một tiếng sau đó quay đầu nhìn ba tên đàn em chỉ vào xe van ra lệnh xì hết tất cả các lốp xe này ra cho tao để tao xem hắn chạy như thế nào được ba tên thanh niên xấu xa cười một tiếng sau đó vội vàng bước tới làm theo lời tô minh vĩ nhân viên bảo vệ nhìn thấy cảnh này trên mặt lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc diệp thu không phải là khách hàng quan trọng của tổng giám đốc tô sao tại sao con trai của tổng giám đốc tô lại muốn xì lốp xe anh ta Chẳng lẽ con trai của tổng giám đốc Tô và Diệp Thu cũng có mâu thuẫn sao? Nghĩ đến đây, đôi mắt của nhân viên bảo vệ sáng lên ngay lập tức, bởi vì anh ta đã nhìn thấy hy vọng giữ được công việc của mình. Nếu đúng là Tô Minh Vĩ và Diệp Thu có thủ oán với nhau, vậy thì chẳng bằng anh ta lấy lòng Tô Minh Vĩ, đứng về phía Tô Minh Vĩ. Như vậy, chương 123, vết đau từ viên đạn nước. Ba tên thanh niên đi tới trước chỗ lốp của chiếc xe van nghiên cứu hồi lâu cũng không biết làm thế nào để xì hơi nó. Dẫu sao thì bình thường bọn họ chỉ biết ăn chơi đàng điếm, vui đùa phóng túng, đối với việc xì lốp xe làm gì biết cơ chứ. Ba người bọn họ chỉ có thể công cốc mà quay lại, nhìn Tô Minh Vĩ ngượng ngập cười nói, Tô Thiếu ra, chúng tôi không biết xì lốp xe này. Hừ, đúng một đám rác rưởi, còn phải để tao phải tự mình làm. Tô Minh Vĩ hung hăng chừng mắt nhìn ba người bọn họ, sau đó liền chuẩn bị đích thân đi tới. Thấy vậy, nhân viên bảo vệ biết cơ hội thể hiện của mình đã đến, vội vàng từ dưới mặt đất đứng dậy, nhìn Tô Minh Vĩ, mặt đầy nịnh hót nói, Tô Thiếu Gia, chuyện nhỏ này làm sao có thể làm phiền đến cậu, hay là cứ để tôi làm đi. Nói xong, nhân viên bảo vệ không nói nhiều, trực tiếp ngồi xổm xuống trước lốp xe, bắt đầu xì hơi. Tô Minh Vĩ mặt đầy hài lòng gật đầu, sau đó hung hăng nhìn ba tên kia, cáo kỉnh nói, còn ngây người đứng đây làm gì. Nhanh lại học hỏi mau ba tên thanh niên vội vàng tiến lên phía trước để học theo. Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của bảo vệ, bốn người đã cùng nhau rất nhanh đem toàn bộ bốn lốp xe xả hết hơi ra. Làm xong xuôi hết mọi chuyện. Nhân viên bảo vệ vội vàng quay lại trước mặt Tô Minh Vĩ, mặt đầy nịnh hót hỏi, Tô Thiếu Gia, cậu còn có chuyện gì muốn dặn dò, cứ việc nói, tôi sẽ giúp ngài làm ngay. Nhân viên bảo vệ này rất tốt, tôi rất thích. Tô Minh Vĩ hết sức hài lòng gật đầu một cái, sau đó hỏi, Vừa rồi anh nói người lái chiếc xe này đã đi vào trong cao ốc Thiên Tuyết đúng không? Vâng, đúng vậy. Bảo vệ vội vàng gật đầu một cái. Dẫn tôi đi tìm hắn. Sắc mặt của Tô Minh Vĩ trầm xuống, trực tiếp ra lệnh. Được chứ? Bảo vệ gật đầu rồi nhanh chóng tiến lên trước dẫn đường. Nhóm người vội vã vào đại sảnh, đang chuẩn bị đi vào thang máy bên kia. Nhưng đúng lúc này, một tên thanh niên trong nhóm đột nhiên hét lên, "Tô thiếu!" Anh nhìn kìa, có phải tên kia đấy không? Nghe vậy, Tô Minh Vĩ nhìn theo hướng tên đàn em chỉ, mắt hướng về phía khu vực nghỉ ngơi. Mà Diệp Thu lúc này đang ngồi uống trà nghe thấy tiếng hét của tên thanh niên kia, theo bản năng nhìn về bên này. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khi những kẻ được xem như kẻ thù gặp nhau, họ sẽ trở nên đặc biệt điên cuồng. Hai mắt Tô Minh Vĩ như muốn bùng cháy, trợn mắt nhìn Diệp Thu, tràn đầy lửa giận gầm lên. Tên nhóc kia cuối cùng tao cũng bắt được mày để tao xem mày định chạy đi đâu. Nghe vậy, Diệp Thu cũng nhíu mày. Sao tên này âm hồn bất tán thế nhỉ? Mới vừa rồi ở trên đường một mực quấn lấy muốn vây chuyện thì thôi đi. Không nghĩ đến lại còn có thể gặp ở nơi này. Nhưng mà dù sao hiện tại mình cũng đã tới nơi, không cần phải vội vàng như vừa rồi. Nếu anh chàng này đã muốn chơi, vậy thì cùng chơi đùa với anh ta một một chút vậy anh nghĩ khóe miệng diệp thu nhếch lên một nụ cười bớn cợt nhàn nhạt nói chạy xin hỏi tại sao tôi phải chạy cơ chứ ha ha gan đấy thiếu ra đây đặc biệt thích loại người gan to như mày như vậy dù có bị tao đánh cũng sẽ cố mỏ dậy đúng là như vậy mới đã nhỉ tô minh vĩ cười lạnh trong mắt hiện lên một tia khinh thường ngay lập tức hắn ta trực tiếp dẫn người đến trước mặt diệp thu nhìn diệp thu từ trên xuống dưới mặt đầy cao ngạo nói nhóc con đừng trách ông đây không nhắc nhở mày nếu mày không muốn nửa đời sau này phải trải qua trong bệnh viện thì ngay lập tức dập đầu quỳ xuống xin lỗi cho tao nói như vậy không chừng các anh em của tao có thể nương tình mà nhẹ tay một chút đấy tô minh vĩ vừa nói ra điều này ba tên thanh niên kia đều nắm chặt tay thành quả đấm trên mặt lộ ra nụ cười hung ác nhao nhao nói nhóc con biết điều một chút mau dập đầu xin lỗi tô thiếu ra đi đâm vào xe của tô thiếu gia còn chạy trốn đến địa phận của tô thiếu gia tên nhóc à, mày thật sự đã tìm đến chỗ chết rồi. Quỳ xuống xin lỗi mau. Cái thứ không biết sợ chết này, hôm nay mày phải quỳ lại xin lỗi tô thiếu ra cho thật tốt. Nghe những lời của này của ba tên kia. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, bình thản hỏi, nếu tôi từ chối thì sao? Vậy thì bọn tao đánh cho mày tỉnh ra. Cả ba người họ chừng mắt nhìn Diệp Thu, hung tợn nói. Nếu đã nói như vậy, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, trong ánh mắt hiện lên một tia diễu cợt, vậy thì tôi từ chối. Lời này vừa nói ra, Tô Minh Vĩ và ba đàn em đều sửng sốt. Đồ rác rưởi này, sắc mặt Tô Minh Vĩ lập tức u ám, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thu, tức giận nói, này nhóc con, tao đã cho mày cơ hội mà mày vẫn không biết quý trọng đúng không? Nếu đã nói như vậy, mày cũng đừng trách tao quá tàn nhẫn, dám đắc tội với Tô Minh Vĩ tao đây, hôm nay ai cũng không thể cứu được mày đâu. Nói xong, Tô Minh Vĩ trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía ba tên đàn em, ra lệnh, còn ngẩn ra đó làm gì, đánh cho tao, đánh mạnh vào, nếu xảy ra chuyện gì, ông đây gánh vác. Lên, ba tên thanh niên cười giữ tợt, ngay sau đó không nhiều lời, một tên nhặt cái ghế ở bên cạnh định ném về phía Diệp Thu. Diệp Thu hít mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ý vị, sau đó lấy ngón trỏ nhúng vào trong tách trà, một giọt nước trà động lại trên tay, sau đó búng nhẹ về phía tên đó chỉ nghe veo một tiếng giọt nước phá vỡ không khí bắn thẳng vào chính giữa bụng tên thanh niên vào thời khắc này tên thanh niên kia chỉ cảm thấy bụng mình như bị ai đó hung hăng đâm một nhát dao vào cái cảm giác đau thấu tim gan này khiến cho sắc mặt của tên thanh niên thay đổi rõ rệt chiếc ghế trong tay được thả ngay tại chỗ che bụng ngã xuống đất kêu gào đau đớn một màn này tô minh vĩ nhân viên bảo vệ và hai thanh niên còn lại đều sửng sốt một giọt nước có thể làm tổn thương người khác sao có phải quá cường điệu rồi không việc này làm cho bọn họ không tin đó là sự thật cho dù là tận mắt chứng kiến cũng không thể tin được thậm chí bọn họ còn cho rằng tên thanh niên này đang giả bộ tô minh vĩ sắc mặt nhất thời trầm xuống hắn ta đạp một cước vào tên đàn em đang nằm gào thét dữ tợn trên mặt đất tức giận mắt mày còn giả bộ cái quái gì thế đứng lên cho tao a à, trong khoảnh khắc này tên thanh niên càng gào thét thảm thiết, giống như thọc tiết heo, căn bản không như đóng kịch chút nào. Việc này làm cho Tô Minh Vĩ cao mày, hung hăng chừng mắt nhìn tên đó, lạnh lùng nói, rác rưởi, mày thật vô dụng, tao sẽ tính sổ chuyện này với mày sau. Tô Minh Vĩ quay đầu nhìn về phía hai tên còn lại ra lệnh, đừng đứng được mặt ra ở đó nữa, lên tiếp đi, tao không tin trên đời này làm sao có chuyện vô lý như vậy. Tuy nhiên, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe hai tiếng, veo, veo. Ngay sau đó, hai tên còn lại cũng đều che bụng ngã xuống đất. Mà tiếng kêu thảm thiết của bọn họ so với tên thanh niên trước đó còn thảm hơn. Lần này, Tô Minh Vĩ hoàn toàn không nói nên lời. Chẳng lẽ cả ba đều đang đóng kịch? Bọn mày dám hợp tác với nhau? Ba người bọn mày muốn chết hả? Mau đứng lên cho tao, đừng giả vờ nữa. mươi 124, rồng có vảy ngược. Vẻ mặt vô cùng đau khổ của họ, nó dường như không giả tạo chút nào nó rất thật nhìn họ tô minh vĩ cũng sửng sốt nhíu mày chẳng lẽ diệp thu thực sự có thể làm tổn thương người ta bằng các giọt nước suy nghĩ về điều này tô minh vĩ nhìn về phía diệp thu theo bản năng và vào lúc này diệp thu cũng đang nhìn hắn với vẻ chế nhạo nụ cười lạnh lùng đó nó như một nụ cười từ thần chết điều này khiến toàn thân tô minh vĩ bất giác run lên và tại thời điểm này diệp thu đứng dậy khỏi ghế sofa sải bước đến trước mặt tô minh vĩ điều này gần như khiến tô minh vĩ sợ hãi và hắn chỉ muốn lùi lại ngay khi diệp thu vươn tay ra nhanh chóng nắm lấy cổ áo tô minh vĩ trực tiếp nhấc lên sức mạnh đáng sợ đó cho dù tô minh vĩ có vùng vẫy như thế nào cũng đều vô dụng vẻ mặt tô minh vĩ thay đổi trầm trọng trong chốc lát nhìn chằm chằm diệp thu trong nội tâm gầm gừ đồ Khốn kiếp, buông tao ra, mày có biết tao là ai không? Mày có biết nơi này là đâu không? Cha tao là tổng giám đốc của cửa hàng Bách Hóa Thiên Tuyết, nếu mày dám động vào tao, thì từ nay về sau mày sẽ không còn chỗ đứng nào ở Giang Châu. Ồ, hóa ra Tô Hán Sơn là cha của anh. Diệp Thu nheo mắt, nói với vẻ mặt diễu cợt. Làm sao? Biết sợ rồi sao? Mau thả tao ra, nếu không, tao nhất định sẽ không buông tha cho mày. Tô Minh Vĩ nhìn chằm chằm Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy tôi muốn xem, anh sẽ không buông tha cho tôi như thế nào." Diệp Thu cười lạnh một tiếng, vươn lòng bàn tay phải ra, xoay tròn bàn tay, tát trực tiếp vào mặt Tô Minh Vĩ. Bốp! Một âm thanh lớn vang lên. Tiếng tát mạnh vào mặt này vang vọng trong toàn bộ tiền sảnh tầng 1. Và khuôn mặt bên trái của Tô Minh Vĩ nhanh chóng hiện lên một dấu bàn tay đỏ như máu. Tô Minh Vĩ sửng sốt một hồi, cả người càng thêm choáng váng, quên cả tiếng hét. Để biết, là con một của nhà họ Tô nên ngay từ khi mới sinh ra đã được cưng chiều hết mực. Có thể nói là tầm bổ trong mật thất, tha hồ mà trưởng thành. Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, ngay cả cha mẹ hắn cũng không đánh hắn dù một cái và chiều chuộng hắn bằng mọi cách có thể. Sau khi vào xã hội, Tô Minh Vĩ dựa vào gia cảnh của mình, hắn là người duy nhất bắt nạt người khác, cũng chưa từng bị người khác đánh. Và bây giờ, Diệp Thu trực tiếp tát hắn ta. Điều này trực tiếp làm hắn choáng váng. Sau khi tỉnh lại, Tô Minh Vĩ tức giận nhất thời, hai mắt sắp phun ra lửa. Đam mỹ sắc. Hắn ta hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thu, tức giận gầm lên, mày dám đánh tao. Sao mày dám đánh tao? Tao phải giết mày ngay hôm nay. Nói xong, Tô Minh Vĩ quay đầu trừng mắt nhìn nhân viên bảo vệ đang đứng qua một bên giống lên, làm gì mà còn đứng đó. Mau đi cầu viện đội an ninh đến đây, định đợi tô thiếu ra bị đánh chết à. Khi nhân viên bảo vệ nghe thấy điều này, khuôn mặt của anh ta thay đổi trong sợ hãi. Anh ta còn đang định ôm đùi tô minh vĩ, đương nhiên không dám do dự, vội vàng lấy máy bộ đàm ra, kêu cứu, là đội an ninh phải không? Tôi đang ở hành lang tầng 1, con trai của tổng giám đốc tô đang bị bọn xấu hành hung. Tình hình rất khẩn cấp, xin hãy mau đến đây. Xong, nhân viên bảo vệ cất máy bộ đàm đi, sau đó nhìn chầm chầm Diệp Thu, lắc người cảnh cáo, nhóc. Cậu, tôi khuyên cậu để tô thiếu ra đi, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ồ, anh quên bài học vừa rồi à? Diệp Thu liếc nhìn nhân viên bảo vệ và hỏi với một nụ cười. Hưng, cậu đánh con trai của Tổng Giám Đốc Tô, cho dù cậu thật sự là khách của Tổng Giám Đốc Tô, nhưng tổng giám đốc Tô nhất định sẽ vì con trai mà trở mặt với cậu, đòi công bằng cho con trai. Nhân viên bảo vệ sắc mặt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ồ, là anh ta." Diệp Thu khóe miệng co giật nhẹ, không nói được gì, anh ta dùng tay trái tát vào mặt phải của Tô Minh Vĩ. Bốp, một vết tát đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên mặt phải của Tô Minh Vĩ. "A!" À, Tô Minh Vĩ kêu đau một tiếng, sau đó đối với bảo vệ hung hăng chừng một cái. Tức giận chửi bới, ngu xuẩn, anh có thể nói bớt vài câu được không? Tô thiếu gia, tôi cũng đang muốn cứu anh." Nhân viên bảo vệ bực bội nói. "Bổn thiếu gia không cần anh cứu." Tô Minh Vĩ ngây người nhìn nhân viên bảo vệ, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói. "Nhóc con, mày chết rồi, tao nghiêm túc đó, mày chết chắc, tao từ nhỏ chưa bao giờ bị đánh, mày dám đánh tao hai lần, mày có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?" Xin lỗi tôi không biết. Diệp Thu lắc đầu mười nguậy. "Ôi chết tiệt, mày giỏi thì đánh tao lại thử xem, tao có hàng trăm cách để giết mày đó, có tin hay không? Mau bỏ tao ra, nếu không, tao chắc chắn sẽ đập mày thành từng mảnh." Tô Minh Vĩ hét lên một cách vô cùng kiêu ngạo. Bốp. Đáp lại Tô Minh Vĩ, đó là một cái tát vang dội và rõ ràng. "A, à, tao nhất định phải giết mày, tao nhất định phải giết mày." Tô Minh Vĩ sắp phát điên. Hai mắt đỏ hoe nhìn Diệp Thu. Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người thì Diệp Thu có lẽ đã chết mấy lần rồi. Và tại thời điểm này, bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn cách đó không xa. Đội trưởng đội an ninh và một nhóm an ninh đông đảo đang lao nhanh về phía đây. Nhìn thì cũng có tới 20, 30 người đang đến. Trên tay họ đều có gậy chống bạo loạn và khiên chống bạo động, có thể mô tả là được trang bị đầy đủ. Nhìn thấy họ, Tô Minh Vĩ vội hét lên như thể đã nhìn thấy hy vọng, hãy đến cứu tôi. Đội trưởng an ninh nghe vậy nhìn thấy đó là con trai của Tổng Giám Đốc Tô, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng cùng toàn bộ nhân viên an ninh chạy đến bên cạnh Diệp Thu, bao vây Diệp Thu ở sảnh. Buông Tô Thiếu ra ra, nếu không, chúng tôi sẽ không khách sáo. Đội trưởng an ninh chừng mắt nhìn Diệp Thu rồi lạnh lùng nói tất cả các nhân viên an ninh cũng dơ rùi cui chống bạo động trong tay lên, ánh mắt xấu xa nhìn Diệp Thu. Nhóc con, mày có nghe thấy không? Nếu không muốn chết thì mau buông ra, mày không nghĩ có thể cùng lúc đánh lại nhiều người như vậy sao? Tô Minh Vĩ cũng có tự tin một hồi, nhìn chằm chằm Diệp Thu, rất kiêu ngạo nói. Tại sao không? Diệp Thu ngây người hỏi. Hắc, mày thật là tự cao. Mày thật sự cho rằng mình là cao thủ võ lâm. Tô Minh Vĩ nhìn Diệp Thu một cái, cười khinh thường, sau đó cao ngạo uy hiếp, nhóc con, tao khuyên mày ngoan ngoãn buông tao ra, sau đó quỳ lạy xin lỗi tao, nếu không, tao không chỉ giết mày, mà còn không tha cho gia đình mày nữa, nếu tao đoán không nhầm, chắc mày cũng sẽ có một người vợ, phải không? Mày không sợ sau này tao sẽ bán cô ấy qua châu phi sao? Điều này không khó đối với tao. Nghe này, chương 125, Diệp tiên sinh, anh thật tốt lặp lại những gì cậu nói vừa rồi diệp thu trong mắt lóe lên tia lạnh anh lạnh lùng nói giọng điệu lạnh lùng đó toàn thân tô minh vĩ bất giác run lên cảm giác như mình rơi vào động băng nhưng có rất nhiều nhân viên bảo vệ hắn không sợ diệp thu sẽ làm gì hắn lại chế nhạo nói sao bực bội có vẻ như mày vẫn quan tâm đến vợ mình tao nhắc lại lần nữa nếu mày không buông tha cho tao tao không chỉ giết mày mà còn bán cả vợ mày sang châu Phi nữa. Bốp, một cái tát cực kỳ lớn đột nhiên vang lên. Hơn nữa, cái tát của Diệp Thu mạnh hơn những cái tát trước đó. Đột ngột, Tô Minh Vĩ hoàn toàn bị cái tát làm cho choáng váng, đầu óc ong ong, bên trong không ngừng chảy máu. Và nửa khuôn mặt như được thổi phồng, nhanh chóng phồng lên. Tự phụ, nếu anh lại đánh Tô Thiếu ra, chúng tôi sẽ không khách khí với anh nữa khuôn mặt của đội trưởng an ninh chìm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thu, hung hăng nói. Bốp, 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 tuy nhiên, đáp lại đội trưởng đội an ninh là một loạt những cái tát lớn. Hơn nữa, mỗi cái tát Diệp Thu tát còn mạnh hơn cái tát vừa rồi. Tô Minh Vĩ gần như mất cảm giác, miệng chảy máu, răng sắp sụng. A, à, trong lúc này, tiếng hét thấu tim của Tô Minh Vĩ tràn ngập cả hội trường ở tầng 1. Quá hung hăng, thật hung hãn. Thấy vậy, đội trưởng đội an ninh cũng tức giận. Hắn chưa bao giờ thấy một kẻ kiêu ngạo như vậy. Vì vậy, hắn phất tay một cái, trực tiếp ra lệnh cho các nhân viên an ninh, lên thôi, hạ tên kiêu ngạo này, ai cứu tô thiếu ra trước, tôi nhất định sẽ cân nhắc lên làm đội phó. Các anh em, lên. Khi nhân viên an ninh nghe thấy lời nói, họ vô cùng phấn khích, giờ gậy chống bạo động trong tay lên và muốn tấn công Diệp Thu. Dừng lại tất cả. Tuy nhiên, tại thời điểm này một giọng nói lớn và có phần uy nghiêm đột nhiên vang lên ở sảnh tầng 1. Nghe này, tất cả những người có mặt đều sửng sốt nhìn lại. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang đi về phía bên này. Một sự tôn trọng ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của đội trưởng an ninh và tất cả các nhân viên bảo vệ. Bởi vì người đàn ông trung niên đó là tổng giám đốc của cửa hàng Bách Hóa Thiên Tuyết, Tô Hán Sơn. Tô Minh Vĩ cũng sửng sốt khi nhìn thấy điều này, và khuôn mặt của hắn ngay lập tức tràn đầy niềm vui. Hắn nhìn Diệp Thu với nụ cười kiêu ngạo trên mặt nói: "Ha ha ha, mày chết chắc rồi, cha tao ở đây, ông ấy là tổng giám đốc của cửa hàng bách hóa Thiên Tuyết và ông thương yêu tao nhất, nhìn thấy mày đã đánh tao, ông ấy nhất định sẽ không tha cho mày, mày cứ như vậy chờ chết đi." "Ồ, là ông ấy?" Diệp Thu khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui tươi. "Chờ xem." Tô Minh Vĩ trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Tô Hán Sơn, thống khổ hét lên: "Cha, cha rốt cuộc đến rồi!" mau cứu con đi, con suýt nữa bị đánh chết. Suýt nữa cha không thể gặp lại được con trai mình rồi. Nghe này, khuôn mặt của Tô Hán Sơn đột nhiên xa sầm lại, và ông ta vô cùng tức giận. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng Tô Hán Sơn chắc chắn sẽ bảo vệ Tô Minh Vĩ. Tô Hán Sơn xài bước về phía trước, lòng bàn tay phải của ông xoay tròn giữa không chung, và đập mạnh vào mặt Tô Minh Vĩ. Mặt của Tô Minh Vĩ đã sưng lên như đầu lợn. Đột nhiên, nó trở nên sưng hơn a à, tiếng hét như giết lợn của tô minh vĩ lại đột nhiên vang lên tất cả mọi người trở nên hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao tô hán sơn lại đánh con trai mình ông ta không phải nên dạy cho diệp thu bài học sao sau tất cả diệp thu đã đánh con trai mình như thế này nhưng bây giờ tô hán sơn đã trực tiếp tát con trai mình điều đó có nghĩa là gì nhất thời mọi người đều hoang mang Tô Minh Vĩ cũng che mặt, nhìn cha Tô Hán Sơn vẻ mặt bất bình, đỏ mắt hỏi cha, tại sao đánh con? Anh ta đánh con thế này, sao cha lại còn đánh con? Là mày không có mắt. Tô Hán Sơn nhìn Tô Minh Vĩ một cái nhìn dữ tợn, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Diệp Thu, cung kính nói, anh Diệp, anh đánh vào mặt con trai tôi đúng không? Là tôi, có chuyện gì sao? Diệp Thu gật đầu, nhàn nhạt hỏi, anh Diệp, anh đánh hay quá, anh đánh thật hay. Tôi đã muốn dạy dỗ thằng nhóc này từ rất lâu rồi. Bây giờ anh đã giúp tôi dạy nó rồi, dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh thật tốt." Tô Hán Sơn nhanh chóng giơ ngón tay cái lên cho Diệp Thu và nói lời cảm ơn. Lời ra tiếng vào, mọi người đã rất sốc và họ đều cho rằng mình đã nghe nhầm. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Ngay cả Diệp Thu cũng bối rối, bởi vì anh chưa từng thấy con trai ruột của mình bị đánh, nhưng cha lại khen người đánh làm tốt nhưng điều mà diệp thu không biết là trước khi anh ấy đến triệu mỹ tuyết đã nhờ tô hán sơn một việc hãy chắc chắn đối xử với diệp thu như đối với mình vì diệp thu là người bạn quan trọng của cô ấy có lời của triệu mỹ tuyết vì vậy ngay cả khi diệp thu đánh tô minh vĩ như bây giờ tô hán sơn cũng không dám nói gì chỉ có thể khen diệp thu đánh hay anh diệp vừa rồi anh đánh nhau rất lâu chắc anh cũng mệt rồi tôi đã yêu cầu thư ký pha trà ngon chúng ta hãy đến văn phòng của tôi uống một tách trà và nghỉ ngơi một chút nhé về phần thằng nhóc này đừng lo lắng về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại nó tô hán sơn nhìn diệp thu và nói một cách kính trọng không sao đâu diệp thu gật đầu bởi vì tô hán sơn đã xuống nước như vậy nên đương nhiên phải bỏ qua nếu không sẽ quá mất thiện cảm sau đó diệp thu trực tiếp nới lỏng cổ áo của tô minh vĩ anh Diệp, làm ơn. Tô Hán Sơn nhanh chóng dẫn đường. Diệp thu theo sau, đi về phía thang máy. Mọi người nhìn cảnh này, không khỏi nói đến biểu cảm trên mặt bọn họ tuyệt vọng như thế nào. Đặc biệt là Tô Minh Vĩ. Hắn gần như cảm thấy như mình được nhặt từ thùng rác bây giờ. Bởi vì Tô Hán Sơn, người luôn cưng chiều hắn, hôm nay đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Điều này khiến hắn quên mất mình đã sai như thế nào. Tuy nhiên, dù sai đến đâu, dù khó chịu đến đâu, hắn chỉ có thể ôm trong bụng mà chịu đựng, đến văn phòng tổng giám đốc Tô Hán Sơn. Tô Hán Sơn vội vàng kêu thư ký Từ Á mang trà đã pha đến cho Diệp Thu, kính cẩn nói, "Anh Diệp đây là đệ nhất phẩm, loại trà này đặc biệt được mua từ một cuộc đấu giá trà với giá cao. Nó tương đối hiếm, tôi hy vọng anh Diệp có thể thích nó." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 126: Lâm Thanh nhã nấu ăn. Anh Diệp, trà uống có được không?" Tô Hán Sơn nhìn Diệp Thu và hỏi đầy mong đợi. "Thơm và dịu, quả thực là loại trà hảo hạng nhất." Diệp Thu nhẹ gật đầu nói. Nhìn thấy bộ dạng bình thường của Diệp Thu, Tô Hán Sơn không khỏi ngạc nhiên. "Để biết, trà của ông ấy, trong các buổi đấu giá, để chụp ảnh nó phải mất tới 3 triệu. Và tổng cộng là 10 cát ti, nếu quy đổi thì một cát ti sẽ có giá 300.000. Đây có thể coi là loại trà đắt tiền nhất." thường ngày ông ta hay tiếp đãi khách khứa được mọi người hết lời khen ngợi thậm chí còn muốn xin ông ta một ít trước khi rời đi và bình tĩnh như diệp thu lần đầu tiên ông gặp điều này làm cho tô hán sơn trong lòng thở dài xứng đáng là bằng hiếu của triệu đồng xem ra cũng đã nhìn ra thiên hạ tự mình khinh thường trà dư tử hậu là chuyện bình thường anh diệp nếu uống thoải mái lúc về tôi sẽ nhờ thư ký soạn một ít cho anh anh về từ từ nếm thử đi Tô Hán Sơn nhìn Diệp Thu và nói thẳng: "Nó không cần thiết." Diệp Thu xua tay, sau đó đặt tách trà lên bàn, nhìn Tô Hán Sơn nói: "Tổng giám đốc Tô, còn sớm quá, chúng ta nói chuyện hợp đồng trước đã." "Được rồi, tôi nghe anh Diệp." Tô Hán Sơn gật đầu và kính cẩn nói: "Thế vậy, Diệp Thu không khách sáo, lấy ra hai bản hợp đồng đưa trước mặt Tô Hán Sơn, nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Tô có thể xem qua. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng ký đi." Tôi không cần nhìn cũng biết, anh và chủ tịch của chúng tôi đã thương lượng xong chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm ký tên." Tô Hán Sơn lắc đầu, sau đó nhanh chóng lấy bút từ trong túi áo ra và ký tên vào hợp đồng. Ngay lập tức, Diệp Thu cũng ký tên. Việc ký kết này đã hoàn thành một đơn đặt hàng cho toàn bộ hoạt động hàng quý của bộ phận kinh doanh. Nếu bạn để những người khác trong gia đình họ Lâm biết, họ không thể tin rằng điều này là thật. Vì rất khó để ký kết hợp đồng này với cửa hàng bách hóa Thiên Tuyết. Toàn bộ Lâm gia cơ bản đều biết điều đó. Một lần Lâm Thanh Nhã đã đích thân đi thử ký kết hợp đồng nhưng không đạt được thỏa thuận. Sau đó, bộ phận kinh doanh và bộ phận bán hàng đã thống nhất để khởi động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cửa hàng bách hóa Thiên Tuyết, nhưng chúng vẫn không thành công. Sau vài tháng trì hoãn, nó gần như trở thành vấn đề khó thương lượng nhất. Ngay cả Lâm Thanh Nhã cũng sẵn sàng từ bỏ đơn hàng này nhưng bây giờ diệp thu chỉ mất chưa đầy một tách trà để có được hợp đồng với cửa hàng bách hóa thiên tuyết nếu chuyện này lan ra chắc chắn sẽ làm kinh ngạc vô số người anh diệp vậy chúc mừng trước hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ tô hán sơn đưa tay phải về phía diệp thu và cười nói vâng diệp thu mỉm cười bắt tay tô hán sơn sau đó cầm lấy hợp đồng đứng dậy rời đi tô hán sơn vốn dĩ muốn ở lại ăn tối với diệp thu nhưng Diệp Thu từ chối. Ông phải đứng dậy và đích thân tiến Diệp Thu đi. Hãy đến bên ngoài của tòa nhà thiên tuyết. Nhìn vào bốn lốp xe của anh ta xẹp lép. Diệp Thu cũng lắc đầu cười bất lực. Không cần phải hỏi, điều này chắc hẳn đã được thực hiện bởi Tô Minh Vĩ trước khi họ đến. Tên khốn kiếp này, khi tôi trở về, tôi sẽ đánh gãy chân nó. Vẻ mặt của Tô Hán Sơn thay đổi, ông ta nhanh chóng nhìn Diệp Thu và nói một cách hối lỗi. Anh Diệp, tôi thực sự xin lỗi, tôi có nên trả cho anh một chiếc xe mới không chọn bất cứ loại nào anh muốn điều đó không cần thiết ông có thể thu xếp xe đưa tôi về nhà giúp tôi sửa chiếc xe tải này diệp thu nhàn nhạt nói được tô hán sơn vội vàng gật đầu và đi thu xếp khi ông trở về lam thành từ cửa hàng bách hóa thiên tuyết bầu trời tối hẳn tôi nghĩ rằng tại thời điểm này lâm thành nhã đang xem tv trên ghế sofa tuy nhiên khi diệp thu bước vào biệt thự anh thấy rằng không có ai trong phòng khách điều này làm cho mắt diệp thu hiện lên một tia nghi ngờ lúc này một mùi lạ và khó chịu sộc vào mũi diệp thu diệp thu cau mày trong tiềm thức nhìn về hướng có mùi lạ đang bay lên cái này diệp thu choáng váng bởi vì lâm thanh nhã đang nấu ăn trong bếp đây là lần đầu tiên anh thấy lâm thanh nhã nấu ăn kể từ khi họ kết hôn tình hình này là sao có lẽ nào mặt trời ló dạng từ phía tây nhưng bây giờ là đêm ngay khi diệp thu cho rằng mình bị ảo giác lâm thanh nhã đi ra khỏi phòng bếp nhìn về phía diệp thu lạnh lùng nói về rồi à em đã chuẩn bị xong bữa ăn hãy rửa tay và ăn uống diệp thu sửng sốt hạnh phúc này đột ngột quá lâm thanh nhã tự tay nấu ăn cho mình đây là điều mà trước đây tôi thậm chí không dám mơ tới trong một lúc hai mắt ngấn lệ Diệp Thu vội vàng bước tới, nhìn Lâm Thanh Nhã, trên mặt lộ ra vẻ xúc động hỏi, em nấu bữa ăn đặc biệt cho anh à? Em không có ý. Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, em vừa về sớm từ lúc tan sở, chuyện của công ty đã giải quyết xong, tâm trạng tốt nên mới làm một bữa cơm như vậy, sau này e sẽ thường xuyên nấu hơn. Một lần là đủ, anh hài lòng rồi. Diệp Thu cười tâu tuét. Đừng có đắc ý, trước tiên rửa tay sạch sẽ, em dọn cơm lâm thanh nhã nhìn diệp thu một cái sau đó quay người đi về phía nhà bếp diệp thu nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn nóng lòng chờ lâm thanh nhã nấu bữa tiệc này cho mình sau một lúc lâm thanh nhã bước ra khỏi bếp với hai cái đĩa và khi cô ấy đặt hai cái đĩa đó trước mặt diệp thu đôi mắt của diệp thu gần như không rời mắt được khỏi món ăn anh nhìn thấy một số vật sẫm màu trên hai đĩa thức ăn ngay cả diệp thu cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó vì không thể phân biệt được đó là món ăn gì diệp thu nuốt thử một miếng ngẩng đầu nhìn lâm thanh nhã ho khan một tiếng hừ hết thảy em đã làm món này ừ nhìn không đẹp lắm nhưng em nghĩ mùi vị chắc cũng được lâm thanh nhã gật đầu và nhẹ nói nên không sao chứ diệp thu nhìn lâm thanh nhã với một biểu hiện kỳ lạ và đột nhiên hối hận vì đã không đồng ý cho tô hán sơn ăn tối với anh ta tối nay làm sao anh không muốn ăn nó lâm thanh nhã trừng mắt nhìn diệp thu và hỏi một cách lạnh lùng không không anh muốn ăn mà diệp thu lắc đầu nhanh chóng vậy anh mau nếm thử lâm thanh nhã nói trực tiếp đưa đũa cho diệp thu diệp thu hít một hơi thật sâu tay phải run run cầm lấy chiếc đũa sau đó lấy hết can đảm dùng đũa gắp thức ăn trong đĩa chương 127, yêu mọi thứ về em. Lúc này, hai tay Diệp Thu run lên. Thẳng thắn, đã sống 25 năm. Anh ấy chưa bao giờ lo lắng như vậy trước đây. Một mảng đen run rẩy được gắp lên từ chiếc đĩa. Diệp Thu nuốt khan một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh nhã hỏi, ừm. Um, Lâm Tổng, đây là món gì vậy? Thịt kho tàu, anh không thấy sao? Lâm Thanh nhã cao mày và hỏi một cách khoa trương. Thịt, thịt kho tàu, Diệp Thu cũng có chút không nói nên lời. Mảng tối này, tôi không biết, tôi tưởng nó là than củi còng. Làm thế nào tôi có thể nói nó trông giống như thịt kho tàu? Diệp Thu, ý anh là gì? Anh không thích món ăn của em. Không muốn ăn thì cứ nói, đừng ép. Lâm Thanh nhã cho Diệp Thu một cái chừng mắt, lạnh lùng nói. Ngay lập tức, cô ấy đưa tay ra và lấy chiếc đĩa đi. Đừng, đừng diệp thu vội và ngăn lại lâm thanh nhã cười nói lâm tổng đừng lo lắng món ngon cần phải từ từ đánh giá sau khi nếm thử anh nhất định sẽ ăn xin cho phép anh cảm kích một lát không cần cảm kích mau ăn đi đợi nguội rồi sẽ không ngon lâm thanh nhã lạnh lùng nói nghe vậy một chút chua xót thoáng qua trên mặt diệp thu nó có nguội không làm thế này thì có vẻ ăn khi còn nóng cũng không ngon tuy nhiên anh không dám nói điều này trước mặt lâm thanh nhã nếu không anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hít thở sâu diệp thu vừa nghiến răng nghiến lợi vừa vào đầu tống vật đen vào miệng thành thật mà nói trước đó anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy ngay cả trên chiến trường đạn bom tuy nhiên khi anh ấy ăn thứ này anh ấy thực sự sợ hãi vì anh sợ rằng mình sẽ bị đầu độc chết vị vua uy nghiêm dưới lòng đất bị chính vợ nấu thuốc độc chết chuyện truyền ra ngoài chỉ là một trò đùa như dự đoán vật tối vừa lọt vào miệng diệp thu cảm thấy một mùi lạ cũng như mùi khét không có mùi nào mà thức ăn nên có cả diệp thu lúc này thật sự cảm thấy mình ăn phải than đen thật sự rất khó nuốt có chút nôn mửa nói thật diệp thu lớn như vậy không phải là chưa ăn đồ không ngon thậm chí đôi khi trong những hoàn cảnh đặc biệt anh ta đã nhai vỏ cây nhưng so với các món ăn của lâm thanh nhã vỏ cây đã trở thành một món ngon trên trái đất bạn có thể tưởng tượng món ăn này ngon đến mức nào không để không làm tổn thương lòng tự trọng của lâm thanh nhã diệp thu chống lại ý muốn nôn mửa và nuốt nó xuống sau một lúc diệp thu cảm thấy bụng mình sắp không ổn cảm giác thực sự giống như bị tra tấn nhưng anh phải giả vờ như đang tận hưởng bản thân mình tôi phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của diệp thu đã giết chết hầu hết các ngôi sao nam trong lĩnh vực kinh doanh chương trình tại thời điểm này như thế nào ăn ngon không lâm thanh nhã nhìn diệp thu và hỏi đầy mong đợi ngon diệp thu hít sâu một hơi trên mặt lập tức nở nụ cười thật ngon lâm tổng em làm món này à đúng rồi thịt kho tàu thật ngon có thật không vậy thì anh phải ăn nhiều vào đôi mắt xinh đẹp của lâm thanh nhã sáng lên và cô ấy nói một cách hào hứng cái này anh nghĩ chuyện tốt là cùng nhau chia sẻ em hãy ngồi xuống nếm thử đi lâm tổng diệp thu nhanh chóng kéo ghế đầu bên cạnh nhìn lâm thanh nhã rất nhiệt tình nói vâng lâm thanh nhã gật đầu sau đó ngồi xuống ghế và nóng lòng dùng đũa cắn một miếng đột nhiên khuôn mặt của lâm thanh nhã thay đổi hoàn toàn a hát a à lâm thanh nhã nôn mửa vài lần sau đó uống nước và xúc miệng rất lâu cô mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm sao sao lại không ngon lâm thanh nhã chỉ vào thứ tối trên đĩa khuôn mặt hơi đỏ xấu hổ nói anh tưởng rằng em biết diệp thu cười khổ em không biết em nghĩ nó chỉ có một chút xấu xí nhưng hương vị khá ngon khó có thể tưởng tượng được lúc này lâm thanh nhã xấu hổ nói tiếp nhanh chóng cầm đĩa lên lâm tổng em là gì vậy diệp thu bối rối hỏi thôi gọi món mang tới đổ đi đây lâm thanh nhã nói cô ấy định quay lại bếp với đĩa thức ăn của mình lâm tổng đừng thật lãng phí không sao đâu anh ăn cơm đây diệp thu nhanh chóng giật lại cái đĩa đặt lên bàn ăn dùng đũa gắp một miếng khác cho vào miệng nhai diệp thu anh lâm thanh nhã sửng sốt khi nhìn thấy điều này tuy rằng lúc đầu có chút khó chịu nhưng cẩn thận nếm thử sẽ rất thơm diệp thu cười tâu toét sau đó dùng đũa gắp một miếng khác đưa vào miệng diệp thu đừng ép cái này thật sự là không ngon đổ đi lâm thanh nhã xấu hổ nói mặc dù trước đây cô ấy cực kỳ không thích diệp thu nên thường gây khó dễ cho diệp thu nhưng qua thời gian gần đây để hòa hợp cô phát hiện ra rằng diệp thu vẫn có một số ưu điểm ở anh và cô định cho diệp thu một cơ hội vì vậy cô thực sự không thể chịu được khi nhìn diệp thu ăn những thứ không ngon như vậy không sao, chỉ cần là do Lâm Tổng làm, anh đều thích ăn. Diệp Thu lắc đầu, nhìn Lâm Thanh Nhã, dịu dàng nói. Anh, Lâm Thanh Nhã sửng sốt một chút, sau đó bất lực thở dài, sao anh lại làm như vậy? Lâm Tổng, anh chỉ muốn em biết rằng nếu em thích anh, anh sẽ thích mọi thứ ở em, bất kể ưu điểm hay khuyết điểm, kể cả những món em nấu. Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã chiều mến và nói. Điều này làm cho mặt Lâm Thanh Nhã đỏ bừng, sau đó nhìn Diệp Thu một cái nhìn trống rỗng, tức giận nói, đang ăn không được nói chuyện. Ăn nhanh đi, khi ăn xong nhớ dọn sạch bát đũa và quét sàn nhà. Được chứ? Diệp Thu cười tâu tuét, sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã và hỏi, còn em? E hèm, em sẽ gọi món mang tới. Lâm Thanh Nhã ho hai lần và xấu hổ nói. Ngay lập tức, cô quay người và đi về phía phòng khách. Nhìn phía sau Lâm Thanh Nhã rời đi khóe miệng Diệp Thu gợi lên một nụ cười dịu dàng. Làm thế nào anh ấy dám hy vọng nhiều hơn? mươi 128, Ghen Tuông. Ngày hôm sau, Diệp Thu vừa đến công ty. Lý Soái nóng lòng gọi Diệp Thu vào văn phòng của mình. Nó không phải như kiểu ra lệnh. Trong thực tế, nó gần giống như xin vui lòng. Mặc dù trước mặt người ngoài, Lý Soái vẫn ra dáng một người quản lý. Nhưng vừa bước vào phòng làm việc, hắn lập tức bày ra vẻ mặt kính cẩn, đối với diệp thu không cần nói cũng biết hắn kính nể như thế nào cho dù là có đuôi hắn nhất định sẽ phải điên cuồng vẫy đuôi với diệp thu vào lúc này anh diệp xin hãy tha thứ cho tôi vì đã tự ý không biết hợp đồng của thiên tuyết anh đã giành được nó chưa lý soái xoa tay và hỏi đầy mong đợi vâng diệp thu gật đầu sau đó lấy bản hợp đồng đã ký từ trong túi ra đưa cho lý soái lý soái nóng lòng muốn cầm lấy hợp đồng và xem xét anh ta đột nhiên rất phấn khích nhanh chóng cúi đầu trước diệp thu ba lần cảm ơn nói anh diệp anh thật là tuyệt vời cảm giác như anh có thể làm được những điều không thể vậy tôi thực sự khâm phục anh vô cùng được rồi đừng nịnh nữa tôi hỏi cậu tôi nên tính hiệu suất của mình như thế nào diệp thu liếc nhìn lý soái và hỏi một cách tức giận anh diệp hãy yên tâm vì anh đã ký đơn đặt hàng này cho tôi Điều này tương đương với việc hoàn thành hiệu suất của bộ phận kinh doanh của chúng tôi trong cả một quý. Vì vậy, cho dù anh không làm gì trong 4 tháng tới, tôi sẽ cho rằng anh kết quả làm việc đạt tiêu chuẩn một cách tốt nhất, tiền lương và tiền thưởng của anh sẽ được trả theo tiêu chuẩn cao nhất." Lý Soái nói thẳng. "Đây, không phải là lạm dụng quyền lực tư nhân sao?" Diệp Thu cau mày, tự hỏi. Bởi vì anh ấy lo lắng rằng nếu để Lâm Thanh Nhã biết rằng Lý Soái sử dụng đặc quyền của hắn để nâng cao hiệu suất của anh ấy, thì Lâm Thanh Nhã sẽ càng thêm chán ghét anh. Không, mọi thứ đều tuân theo quy định của công ty, anh cứ yên tâm. Lý Soái nhanh chóng hứa. Lúc này, Diệp Thu mới yên tâm. Anh Diệp, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo chuyện này với Lâm tổng. Ngoài ra, công ty quy định ai thương lượng đơn hàng này sẽ có thêm phần thưởng. Khi tôi báo cáo xong với Lâm tổng, tôi sẽ trao cho anh sự công nhận và phần thưởng. Lý Soái nhìn Diệp Thu kính trọng nói. Được. Tôi đi đây." Diệp Thu gật đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài văn phòng. Vào phòng kinh doanh, Diệp Thu định đi về phía bàn làm việc của mình, nhưng đột nhiên nhận ra rằng bên cạnh Cố Thanh Thanh là một người đàn ông trẻ tuổi mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Anh ta dường như không thuộc về bộ phận kinh doanh. Trong bộ vest, người đàn ông trông khí chất và đẹp trai, lúc này đang đứng bên cạnh Hà Tình Tình, vừa nói chuyện vừa nịnh nọt cười nói. Nhưng Hà Tình Tình có vẻ không hứng thú lắm lông mày không ngừng cau lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Có lẽ là do phép lịch sự nên Hà Tình Tình không bao giờ ngắt lời anh ta. Nhìn thấy Diệp Thu bước vào. Hà Tình Tình trên mặt lập tức nở nụ cười, cô nhanh chóng đứng dậy nghênh đón Diệp Thu. Khi người đàn ông nhìn thấy điều này, mặt anh ta xa sầm lại, nhưng anh ta vẫn làm theo. Diệp Thu, anh đã trở lại. Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu với nụ cười trên môi và chào. Vâng diệp thu cười gật đầu sau đó nhìn về phía thanh niên bên cạnh hà tình tình nghi hoặc nói đây là tôi là trưởng nhóm của phòng kinh doanh bên cạnh lưu ngôn người thanh niên kéo thẳng cổ áo vest ngạo nghễ nói ồ hóa ra là trưởng nhóm diệp thu trầm ngâm gật đầu tôi không dám làm lãnh đạo nhưng so với loại nhân viên thực tập mới vào công ty hai ngày thì vẫn hơn lưu ngôn chế nhạo lắc đầu ngạo nghễ nói mặc dù anh ta không nói rõ điều này nhưng bất cứ ai có đầu óc đều có thể hiểu anh ta đang nhắm vào diệp thu lưu ngôn anh đang nói nhảm cái gì vậy hà tình tình trừng mắt nhìn lưu ngôn không vừa lòng tôi nói không đúng sao lưu ngôn cười lạnh một tiếng sau đó quay đầu nhìn diệp thu khinh thường nói anh là diệp thu đúng không tôi nghe nói gần đây anh rất thân với tình tình chàng trai à tôi khuyên anh nên tránh xa cô ấy vì đơn giản là anh không phù hợp ồ Diệp Thu cau mày. Bây giờ anh ấy cuối cùng đã biết tại sao lưu môn này lại có mùi thuốc súng ngay khi anh ấy bước vào. Nếu không có gì khác, đây nên được coi là tình địch. Suy nghĩ về điều này, Diệp Thu lắc đầu bất lực, cũng lười dính líu đến chuyện này, định bỏ qua hai người bọn họ rồi trực tiếp đi về phía bàn làm việc của mình. Anh không có sức để tham gia vào kiểu ghen tuông này. Khi đó, anh ấy có thể sẽ làm được nhiều việc hơn, để vợ đánh giá cao bản thân hơn tuy nhiên diệp thu không muốn lẫn lộn lưu ngôn bất đắc dĩ thấy diệp thu muốn rời đi anh ta duỗi tay ngăn diệp thu lại ngạo nghễ nói này anh có nghe thấy tôi nói không tôi đang nói chuyện với anh anh còn đang trong thời gian thực tập sao dám không đáp lời của ta diệp thu cau mày quay đầu nhìn lưu ngôn nhàn nhạt hỏi vậy thì xin hỏi anh cho rằng ai xứng với hà tình tình ha 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 có cần hỏi không tất nhiên là tôi Lưu Ngôn cười đắc thắng, nhìn Diệp Thu, và nói rất kiêu ngạo, tôi gặp tình tình khi chúng tôi học đại học. Chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc, và bản thân tôi đã làm việc cho nhà họ Lâm một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Vị trí trưởng nhóm bán hàng của tập đoàn có lương tháng lên đến 10.000 tệ, tương lai sẽ còn hứa hẹn hơn nữa, cho tôi hỏi, một tôi xuất sắc như vậy, anh dùng cái gì để cạnh tranh với tôi? Anh có dựa vào tiền lương 3.000 hàng tháng của mình trong thời gian thực tập không? Anh nói xong chưa? diệp thu liếc nhìn lưu ngôn ngây người nói anh nói xong thì tránh ra tôi chuẩn bị bắt tay vào làm việc ha ha làm việc thật chăm chỉ đừng bận rộn dù có vất vả đến đâu anh cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân vận mệnh cả đời không có triển vọng lưu ngôn cười khinh thường chế nhạo nói không có triển vọng diệp thu liếc nhìn lưu ngôn thờ ơ hỏi đôi mắt lạnh lùng kết quả là lưu ngôn bất giác run lên như thể mình đã rơi vào một động băng Tuy nhiên, anh vẫn không để Diệp Thu vào mắt, nhìn Diệp Thu một cái nhìn trống rỗng và nói một cách ngạo mạn, ồ, anh dám nói chuyện với tôi như thế này. Tin hay không tùy bạn, tôi sẽ báo lại quản lý Lý và để anh ấy trực tiếp tiến anh đi. Mối quan hệ của tôi và quản lý Lý rất tốt, tôi nói cho anh biết. Trường 129, chỉ là tôi đang nói lại sự thật thôi. Hừ, Hà Tình Tình lạnh lùng chừng lưu ngôn một cái, cô ta lập tức vội vàng nhìn sang Diệp Thu nói, Diệp Thu, anh đừng chấp nhặt với anh ta, anh ta chỉ nói chuyện khó nghe một chút, anh đừng để ý đến anh ta là được, anh tuyệt đối đừng tức giận. Không sao, Diệp Thu lắc đầu. Thân là vua của thế giới ngầm, anh sẽ không bị một tên tôm tép nhãi nhép khinh bỉ vài câu là sẽ tức giận. Anh đã rèn luyện nhiều năm như vậy, thật sự là chuyện gì cũng đã trải qua. Anh không tức giận thì tốt. Hà Tình Tình yên tâm lập tức thở dài một hơi cô ta nhìn diệp thu hỏi đúng rồi diệp thu tôi thấy hai hôm nay anh rất bận với lại giám đốc lý vẫn luôn tìm anh anh đang bận chuyện gì thế cũng không có gì chỉ là chuyện hợp tác giữa công ty chúng ta và bách hóa thiên tuyết thôi để tôi đi nói lại với giám đốc lý diệp thu vừa cười vừa nói dù sao chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì chốc lát nữa lý soái sẽ tuyên bố cho mọi người biết cho nên anh cũng không giấu giếm ồ là hợp đồng với thiên tuyết à Hai, nếu lần trước tôi có thể bớt tranh cãi và uống thêm vài ly thì tốt rồi. Hà Tình Tình có chút tự trách nói. Lần trước ở nhà hàng ra thế. Lúc Diệp Thu chạy đến là cô ta đã say đến không biết trời trăng mây đất gì, cho nên chuyện xảy ra sau đó, cô ta hoàn toàn không biết. Chỉ biết là hợp đồng vẫn chưa bàn bạc thành công. Điều này khiến trong lòng của cô ta vẫn luôn tự trách. Bởi vì cô ta cảm thấy cho dù tử lượng của mình tốt, lúc ấy có thể uống thêm hai ly, nói không chừng hợp đồng có thể bàn bạc thành công nhìn thấy dáng vẻ tự trách trên khuôn mặt của hà tình tình diệp thu cũng chỉ mỉm cười lắc đầu an ủi không sao cả tình huống khi đó cũng không thể hoàn toàn trách cô lần này tôi đi đã bàn bạc xong hợp đồng rồi lời này vừa nói ra hà tình tình và lưu ngôn đang nghe lén bên cạnh cũng phải sững sờ tại chỗ diệp thu anh thật sự đã bàn bạc xong hợp đồng giữa công ty chúng ta và thiên tuyết ư hà tình tình tỏ vẻ không thể tin được nhìn diệp thu cô ta khiếp sợ nói dù sao hợp đồng này khó lấy được đến cỡ nào trong lòng cô ta vẫn rất rõ ràng ừm uhm, bàn bạc xong rồi tôi vừa mới giao hợp đồng cho giám đốc lý diệp thu nhẹ gật đầu anh khẽ cười nói ha 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 lưu ngôn ngửa đầu phá lên cười tại chỗ trong tiếng cười của anh ta tràn đầy mỉa mai và xem thường ôi cha mã ơi thật sự là buồn cười chết tôi rồi diệp thu anh thật là khoác lác tỏ vẻ châu bò, toàn bộ châu trên thế giới này đều bị anh thổi bay lên trời cả đấy. Lưu Ngôn nhìn Diệp Thu, mặt mũi đầy khinh bỉ diễu cợt nói. Lưu Ngôn, tôi không cho phép anh nói Diệp Thu như vậy. Hà tình tình chừng Lưu Ngôn một cái, cô ta tức giận nói. Sao nào, cô cho anh ta thổi phồng sự châu bò, nhưng không cho phép tôi vạch trần vào mặt anh ta hả? Lưu Ngôn cười lạnh nói. Sau đó anh ta trực tiếp nhìn sang Diệp Thu, mặt mũi đầy khinh thường nói diệp thu anh muốn ra vẻ trước mặt tình tình thì cảm phiền anh cũng nên thực tế một chút có được hay không hợp đồng của bách hóa thiên tuyết khó lấy được đến cỡ nào đây là chuyện mà tất cả mọi người ở tập đoàn lâm thị đều biết đừng nói là các vị tinh anh của bộ phận kinh doanh và bộ phận tiêu thụ ngay cả tổng giám đốc lâm của công ty chúng ta tự mình ra tay cũng không dám nắm chắc mà bây giờ anh cũng dám tỏ vẻ trâu bò nói mình đã ký được anh không sợ làm nóc nhà bị lủng một lỗ thật to sao có tin hay không là tùy anh. Diệp Thu lườm lưu ngôn một cái, mặt không thay đổi thản nhiên nói. Ôi trời, còn có tin hay không tùy tôi hả? Diệp Thu, anh cảm thấy nếu câu nói này của anh truyền ra ngoài thì sẽ có người tin anh sao? Lưu ngôn cười xem thường một tiếng, anh ta lập tức trực tiếp quay đầu nhìn sang những người khác ở bộ phận kinh doanh, mặt mũi đầy mỉa mai lớn tiếng nói, nào nào nào, mọi người nghe một chút đi. Diệp Thu mới vừa nói anh ta đã ký được hợp đồng với Bách Hóa Thiên Tuyết, mọi người có tin hay không? Lời này vừa nói ra làm tất cả mọi người ở bộ phận kinh doanh đều dối rít quăng tới ánh mắt khinh bỉ vào Diệp Thu. Dù sao độ khó của việc ký hợp đồng với Bách Hóa Thiên Tuyết, bọn họ đều biết đến. Thậm chí không ít nghiệp vụ tinh anh có năng lực đặc biệt mạnh, cũng đã tự mình đi nói chuyện với Bách Hóa Thiên Tuyết. Kết quả lại là đụng phải một vách tường. Cho nên bây giờ khi bọn họ nghe thấy lời Lưu Môn nói, trong lúc nhất thời đều khinh thường Diệp Thu tới cùng cực bây giờ người tuổi trẻ thật sự là càng ngày càng biết thôi phòng đúng đấy thật sự coi bản thân mình vừa đòi được một khoản nợ là rất trâu bỏ sao ngay cả lời khoác lác này mà cũng dám nói đây chỉ là lời khoe khoang không sợ đến lúc đó tự vả mặt mình sao trong lúc nhất thời đám người dối rít mở miệng nói lời khinh bỉ nghe thấy những lời này vẻ đắc ý trên mặt lưu ngôn lập tức càng tăng lên anh ta nhìn Diệp Thu diễu cợt nói, Diệp Thu, anh đã nghe thấy chưa? Anh khoe khoang như thế còn có người tin sao? Nếu tôi là anh, hiện tại chắc chắn tôi sẽ tìm một cái lỗ để chui vào ngay, thật không biết anh lấy mặt mũi từ đâu ra để đứng ở đây thế. Tôi chỉ đang nói lại sự thật mà thôi, sắc mặt Diệp Thu vẫn bình thản nói. Ai ôi ôi, còn nói lại sự thật đấy à? Vậy tôi nói tôi là nhà giàu nhất thế giới, cũng chỉ là đang nói lại sự thật thôi. Thổi phồng chính là thổi phồng, anh thật sự xem chúng tôi đều là kẻ ngu anh nói gì chúng tôi cũng tin sao sự thật đã được phơi bày cũng không cần anh cố gắng bình tĩnh đâu được chứ mặt mũi của lưu ngôn đầy khinh bỉ nói nếu như lời tôi nói là thật thì sao diệp thu thản nhiên nói dừng lưu ngôn trợn mắt nhìn diệp thu một cái anh ta cực kỳ khinh thường nói nếu như anh nói là sự thật tôi sẽ gọi anh là ba ở trước mặt mọi người được chứ thật sự là quá buồn cười đây là từ anh nói anh đừng có mà đổi ý khóe miệng của diệp thu có chút cong lên vẻ mặt chờ xem trò hay ha ha anh nghĩ tôi sẽ như anh sao lưu ngôn tôi nói lời sẽ giữ lấy lời tôi đã nói ra thì chính là đã tát nước ra ngoài xưa nay không thu trở về lưu ngôn cười lạnh nói rất chắc chắn nhưng mà giọng nói của anh ta vừa mới rơi xuống bên ngoài bộ phận kinh doanh chợt có hai bóng người đi vào chính là lý soái giám đốc bộ phận kinh doanh và giám đốc ngô của bộ phận tiêu thụ. thấy vậy mọi người đều sững sờ. giám đốc ngô lưu ngôn vội vàng ninh đón, mặt mũi đầy nịnh nọt chào hỏi. lưu ngôn đó à, sao cậu lại ở đây? giám đốc ngô nhíu mày nghi ngờ nói. tôi đến tìm bạn học cũng nói chút chuyện, còn anh thì sao? lưu ngôn chỉ chỉ hà tình tình cười hỏi. tôi và giám đốc lý đi chung, chúng tôi muốn thông báo đến mọi người một chuyện. Giám đốc Ngô giải thích nói. Vậy tôi ở đây không ảnh hưởng đến mọi người chứ? Lưu Ngôn cười nịnh nọt hỏi. Không ảnh hưởng, Lý Soái và Giám đốc Ngô đều lắc đầu. Được rồi. Chương 130, thăng chức trưởng phòng. Lý Soái và Giám đốc Ngô trực tiếp đi tới chính giữa bộ phận kinh doanh. Bốp bốp bốp. Lý Soái vỗ hai tay, anh ta nhìn mọi người trong bộ phận kinh doanh nói, tất cả mọi người bỏ công việc trong tay xuống trước đi, tôi có một tin vui rất lớn muốn tuyên bố với mọi người nghe vậy trên mặt của mọi người đều hiện lên sự tò mò vô duyên vô cớ có thể có tin vui lớn gì nhỉ chẳng lẽ là muốn tăng lương tập thể hay sao nghĩ đến đây trong lòng của mọi người đều rất chờ mong giám đốc ngô vậy để tôi tuyên bố cho nhé lý soái quay đầu nhìn giám đốc ngô mỉm cười hỏi đương nhiên đây chính là công lao của bộ phận các anh bộ phận tiêu thụ chúng tôi chỉ đi theo được nhờ đương nhiên phải do anh tới tuyên bố giám đốc ngô nhẹ gật đầu cười nói ha ha vậy tôi cũng sẽ không khách sáo nữa lý soái nhếch miệng cười một tiếng anh ta lập tức nhìn đám người vẻ mặt tươi cười nói tôi xin tuyên bố hợp đồng giữa công ty chúng ta và bách hóa thiên tuyết chính thức ký kết thành công gì chứ thế mà ký kết thành công rồi mọi người nghe vậy đều giật mình nhưng mà còn không đợi đám người kịp phản ứng chỉ nghe Lý Soái nói tiếp, mà vốn dĩ công ty chúng ta có thể lấy được hợp đồng này, không thể thiếu công lao to lớn của một người. Người kia là người trong bộ phận của chúng ta, người đó chính là. Nói đến đây đột nhiên Lý Soái dừng một chút. Chuyện này khiến sắc mặt Lưu Môn lập tức biến đổi, trong lòng anh ta nhanh chóng dâng lên một dự cảm cực kỳ không tốt. Mà đúng lúc này, Lý Soái xoay người chỉ Diệp Thu lớn tiếng nói, người đó chính là Diệp Thu. "Xôn sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao ồn ào. Tất cả mọi người khiếp sợ muốn chết. Mọi người nhìn Diệp Thu, suýt chút nữa là tròng mắt rơi ra ngay tại chỗ. Hợp đồng của Bách Hóa Thiên Tuyết khó lấy được đến cỡ nào. Mọi người ở Lâm Thị đều biết. Đã từng có không biết bao nhiêu nghiệp vụ tinh anh xông lên cũng đều uổng công vô ích. Ngay cả giám đốc điều hành công ty Lâm Thanh nhã tự mình ra tay cũng đều thất bại. Cho nên vừa rồi bọn họ nghe thấy Diệp Thu nói mình đã bàn bạc hợp đồng thành công anh ta mới có thể xem thường diệp thu như vậy bởi vì bọn họ đều cảm thấy đó là chuyện không thể nào dù sao diệp thu mới bước vào công ty chưa đến một tuần ngay cả thời gian thực tập cũng còn chưa qua làm sao anh có thể hoàn thành một nhiệm vụ trên cơ bản không thể hoàn thành thế này được mà bây giờ diệp thu lại thật sự làm được chuyện này khiến tất cả mọi người sợ ngây người diệp diệp thu anh thật sự làm được à hà tình tình trợn mắt há hốc mồm nhìn diệp thu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự khiếp sợ tôi đã nói rồi tôi chỉ đang nói lại sự thật mà thôi diệp thu nhẹ gật đầu khẽ cười nói anh thật sự là quá trâu bò rồi trong lúc nhất thời hà tình tình thực sự không tìm thấy từ gì để hình dung diệp thu bởi vì cô ta phát hiện mỗi lần mình cho rằng việc gì đó không thể nào hoàn thành nổi dường như diệp thu lại có thể làm được ví dụ như đi đến công ty khải long đòi nợ hoặc ví dụ như cứu chữa cho mẹ mình sau đó chính là lần này, giống như không có việc gì có thể làm khó Diệp Thu. Điều này khiến cho Hà Tình Tình vừa khiếp sợ vừa bội phục Diệp Thu. Quá khen, Diệp Thu cười khiêm tốn một tiếng. Tất cả mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì thế? Hành động lần này của Diệp Thu đã giúp bộ phận kinh doanh chúng ta và bộ phận tiêu thụ hoàn thành thành tích ròng dã trong một quý. Nói cách khác, 4 tháng sau đây, mọi người không cần cố gắng để lấy tiền thưởng nữa chẳng lẽ mọi người không vỗ tay cho anh hùng của bộ phận kinh doanh chúng ta sao lý soái nhìn thấy đám người vẫn còn chìm trong sự khiếp sợ anh ta nhếch miệng cười nói nghe thấy câu này mọi người đều ném ánh mắt biết ơn về phía diệp thu bọn họ lập tức vỗ tay rối rít tiếng vỗ tay kia khỏi cần phải nói đến độ sôi nổi thế nào dù sao lần này tất cả mọi người đều được dính ánh sáng của diệp thu và lại còn có thể lấy không tiền thưởng điều này làm trong lòng bọn họ biết ơn Diệp Thu đến cỡ nào. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi. Lý Soái nhìn đám người nói tiếp, bởi vì biểu hiện lần này của Diệp Thu rất xuất sắc, sau khi trải qua trao đổi với cấp cao của công ty, tôi đã quyết định đặc biệt thăng Diệp Thu lên làm nhân viên chính thức, hơn nữa cũng tăng chức cho cậu ấy làm trưởng phòng tổ 6 bộ phận kinh doanh. Ngoại trừ hưởng tiền lương và đãi ngộ của trưởng phòng, còn thưởng thêm 20 vạn đồng, lấy đó làm cổ vũ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn sang Diệp Thu đầy hâm mộ. Phải biết dựa theo quy định công ty, thời gian thực tập nhất định phải đạt tới 3 tháng trở lên mới có thể chuyển sang chính thức. Mà thăng chức tăng lương càng là chuyện của một năm sau đó, và lại còn phải xem biểu hiện như thế nào. Nhưng Diệp Thu vừa mới tới công ty chưa đến một tuần lễ đã trực tiếp lên chính thức đồng thời tăng lên tới cấp bậc trưởng phòng. Điều này thực khiến cho người ta đỏ mắt, mà 20 vạn tiền thưởng kia càng làm cho mọi người thèm chảy nước miếng. 20 vạn, đây chính là thu nhập gần 5 năm của rất nhiều người mới có được. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán một trận, mạng của Diệp Thu thật sự là quá tốt rồi. Vừa tới công ty chỉ một ngày đã thay công ty đòi 100 vạn tiền nợ về, thu được tiền thưởng 10 vạn. Bây giờ mới vừa qua mấy ngày, lập tức lại lại có được tiền thưởng là 20 vạn. Con mẹ nó đây đâu giống như đi làm, đây là kiếm tiền còn nhanh hơn đi mua vé số nữa đám người thật là hâm mộ đến cùng cực với chuyện này. Mà Lưu Ngôn đứng ở một bên, hiện tại cả người đã ngớ ra. Vừa rồi anh ta còn đang giễu cợt Diệp Thu chỉ là một thực tập nho nhỏ, tiền lương chỉ có 3 ngàn, anh có cố gắng hơn nữa cũng không có tiền đồ gì. Kết quả hiện tại chỉ trong nháy mắt, Diệp Thu đã ngồi ngang hàng với anh ta, còn trực tiếp nhận được 20 vạn tiền thưởng. Đây chính là 20 vạn, điều này tương đương với tiền lương gần 2 năm của anh ta. Nghĩ đến đây, Sắc mặt Lưu Môn khó coi đến cỡ nào thì không cần phải nói. Anh ta cảm thấy mặt mình bị đánh sưng lên. Nếu hiện tại có một cái lỗ nào ở đây, anh ta tuyệt đối sẽ không chút do dự mà chui vào. "Được rồi, mọi người tiếp tục cố gắng làm việc đi, hy vọng sau này mọi người đều có thể ưu tú giống như Diệp Thu." Lý Soái nhìn mọi người nói. Nói xong, anh ta trực tiếp xoay người lại đi đến trước mặt Diệp Thu mỉm cười nói, "Diệp Thu, đi thôi, tổng giám đốc Lâm muốn đích thân gặp cậu." đừng nóng vội, tôi còn có chuyện phải xử lý. Khóe miệng Diệp Thu có chút cong lên. Hả, Lý Soái và Giám Đốc Ngô đều sững sờ. Trong ánh mắt nghi ngờ của hai người bọn họ, Diệp Thu trực tiếp quay người nhìn sang Lưu Ngôn, thản nhiên nói, bắt đầu gọi đi. Gọi, gọi gì chứ, Lưu Ngôn biến sắc. Kêu ba đó, Diệp Thu thản nhiên nói. Diệp Thu, anh đừng có quá đáng, dù sao tôi cũng là trưởng phòng của bộ phận tiêu thụ, chúng ta là cùng cấp anh bảo tôi gọi anh là ba, có phải là có chút quá đáng rồi không? Sắc mặt lưu ngôn khó coi nói ra. Sao nào, nhiều người đang nhìn như vậy, không phải anh muốn nuốt lời đó chứ? Mới vừa nãy là ai thề thốt nói mình tuyệt không đổi ý mà. Diệp Thu híp hai mắt, cười lạnh hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn sang lưu ngôn, trong ánh mắt đều là trêu tức. Cảm nhận được những ánh mắt kia, lưu ngôn cũng chỉ cắn răng. Nước lời ở trước mặt nhiều người như vậy, quả thật có chút mất mặt. Chương 131: 3, tôi sai rồi. Nhưng mà, làm sao Diệp Thu lại để anh ta đi dễ dàng như vậy, anh bước nhanh về phía trước, trực tiếp chặn đường đi của Lưu Ngôn. Lưu Ngôn hung hăng trợn mắt chừng Diệp Thu một cái, anh ta tức giận nói, "Diệp Thu, anh còn muốn thế nào?" Khóe miệng của Diệp Thu có chút cong lên, Lưu Ngôn không có phản ứng, mà là trực tiếp nhìn sang Giám Đốc Ngô nói, "Giám Đốc Ngô, anh ở bên cạnh nghe nửa ngày chắc hẳn là cũng nghe được đại khái rồi chứ trưởng phòng bộ phận tiêu thụ nói chuyện không biết cân nhắc gì hết thế mà anh ta lại dám lật lọng ở trước mặt nhiều người như vậy không biết có phải anh nên cho tôi một câu nói không nghe xong câu nói đó cơ thể của giám đốc ngô cũng không tự chủ được run lên đối với diệp thu anh ta và lý soái hận không thể cung phụng như tổ tiên bởi vì chỉ cần một câu của diệp thu là bọn họ có thể mất hết danh tiếng đồng thời cuốn gói rời đi cho nên đừng nói chuyện này Diệp Thu có để ý. Dù coi như Diệp Thu không để ý tới, anh ta cũng nhất định sẽ đứng ở bên phía Diệp Thu. Thế là sắc mặt của giám đốc ngô trầm xuống tại chỗ, anh ta chừng mắt nhìn Lưu Ngôn lạnh lùng nói, Lưu Ngôn, cậu thật đúng là làm bộ phận tiêu thụ của chúng ta mất sạch hết mặt mũi. Giám đốc ngô, tôi bị oan mà, Lưu Ngôn biến sắc, vẻ mặt đau khổ nói. Oan cái gì mà oan chứ, lời nói kia có phải chính miệng cậu nói ra hay không? không có ai ép buộc cậu cả. Một người đàn ông đã dám nói ra, vậy thì phải dám chịu trách nhiệm. Hiện tại ngay cả một một chút xíu tinh thần trách nhiệm mà cậu cũng không có, xem ra tôi nên suy tính xem có nên đổi một trưởng phòng tiêu thụ khác hay không. Giám đốc ngô trợn nhìn Lưu Ngôn một cái, tức giận nói. Nghe thấy lời nói ấy, sắc mặt Lưu Ngôn lập tức hoàn toàn trắng bệch, anh ta tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, đừng mà giám đốc ngô, cầu xin anh đừng giáng trước tôi, tôi vừa mới nhậm chức không được bao lâu không sao, bộ phận tiêu thụ không cần một người chuyên lật lọng làm trưởng phòng tiêu thụ, nếu không sau này cậu đổ hết mọi tổn thất lên người tôi thì tôi biết đi tìm ai đây. Giám đốc ngô lạnh lùng nói. Không không không, tôi nói lời giữ lời, tôi là người biết giữ lời hứa. Sắc mặt lưu ngôn khó coi lắc đầu, anh ta vội vàng nhìn sang Diệp Thu với vẻ mặt đau khổ kêu lên, ba ơi. Tôi sai rồi ba, tôi thực hiện lời hứa của tôi rồi. Ba à, ba mau giúp tôi nói vài lời hữu ích với giám đốc ngô đi, đừng để anh ấy dáng trước tôi, tôi không muốn quay về vị trí cũ đâu. Ôi, con ngoan. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, anh lập tức nhếch miệng lên một nụ cười thích chí nói, nhưng chuyện này ba cũng không giúp được con. Đó là chuyện của bộ phận tiêu thụ các người, hiện tại ba chỉ là một trưởng phòng của bộ phận kinh doanh, ba không có quyền lợi lớn như vậy, cho nên dù cho ba muốn giúp con cũng là có lòng mà không có sức. Chuyện này, sắc mặt Lưu Môn lập tức càng thêm khó coi, chỉ có thể nhìn sang giám đốc ngô tiếp tục cầu xin tha thứ, giám đốc, tôi đã làm theo, kính xin anh tạm thời bỏ qua cho tôi lần này đi. Không được, giám đốc ngô rất kiên quyết lắc đầu, giọng nói lạnh lùng, có lần thứ nhất là sẽ có lần thứ hai. Trước khi xác định nhân phẩm của cậu không có vấn đề gì, trong khoảng thời gian này, cậu hãy làm một nhân viên bình thường đi. Về phần phúc lợi và đãi ngộ thì cứ lấy theo tiêu chuẩn thấp nhất của nhân viên thực tập, một tháng ba ngàn, lúc nào xác định cậu không có vấn đề thì mới cho cậu lên thành chính thức hả sắc mặt lưu môn trắng nhợt cả người trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất anh ta muốn khóc chết mất lần này anh ta thật là bị giáng xuống chức thấp nhất trực tiếp từ trưởng phòng tiêu thụ bị giáng chức xuống thành nhân viên thực tập ngay cả nhân viên chính thức cũng không bằng tiền lương từ một vạn hạ xuống ba ngàn đây quả thực là rất xuống ngàn trượng đột nhiên bị ngã từ giữa sườn núi xuống đáy cốc chuyện này khiến trong lòng lưu môn tuyệt vọng cỡ nào không cần nói cũng biết bây giờ giám đốc ngô cũng lười để ý đến anh ta giám đốc ngô trực tiếp quay đầu nhìn sang diệp thu hỏi diệp thu tôi xử lý như vậy cậu có hài lòng không ừm diệp thu nhẹ gật đầu anh quay đầu nhìn sang lý soái thản nhiên nói giám đốc lý chúng ta đi gặp tổng giám đốc lâm đi được chúng ta đi lý soái khẽ cười nói hai người lập tức đi khỏi bộ phận kinh doanh giám đốc ngô theo sát phía sau nhìn qua bóng lưng ba người rời đi mặt mũi lưu môn đầy tuyệt vọng trong lòng hối hận đến xanh ruột biết sớm như vậy dù cho hôm nay có nói gì thì anh ta cũng sẽ không đến bộ phận kinh doanh anh ta cũng sẽ không giả vờ ra vẻ trước mặt diệp thu vốn còn muốn đả kích diệp thu một tí để thu chút ấn tượng tốt của hà tình tình hiện tại lại đảo ngược không chỉ không thu hoạch được ấn tượng tốt bản thân lại không còn gì nữa nghĩ đến đây lưu ngôn thật sự muốn hung hăng tát vào cái miệng rộng của mình vài cái nhưng mà hiện tại coi như anh ta có cầm dao đâm vào bản thân mình thì cũng là chuyện phí công vô ích tất cả đều đã xảy ra anh ta chỉ có thể yên lặng nuốt xuống quả đắng mà bản thân mình đã tự tạo ra hà tình tình đứng ở một bên thấy vậy cũng thở dài một hơi nhưng cô ta lại không thông cảm cho lưu ngôn bởi vì lưu ngôn bị như ngày hôm nay cũng hoàn toàn là do anh ta tự làm tự chịu chẳng thể trách người khác đi tới văn phòng của lâm thanh nhã đầu tiên là lâm thanh nhã tuyên dương diệp thu lý soái và giám đốc ngô cùng nhau một phen sau đó cô để lý soái và giám đốc ngô rời đi đến bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại có diệp thu và lâm thanh nhã lâm thanh nhã cầm lấy hợp đồng của thiên tuyết cô đứng dậy đi tới trước mặt diệp thu cô nhíu đôi mi thanh tú lại lạnh lùng hỏi diệp thu anh nói thật với tôi đi làm thế nào mà anh có thể bàn bạc lấy được hợp đồng này vậy nếu như tôi nói, tôi từng cứu con gái của chủ tịch thiên tuyết tuyết triệu Mỹ tuyết một mạng. Cô ấy vì chuyện này, cho nên mới đồng ý hợp tác với lâm thị chúng ta, em có tin không? Diệp Thu nhếch miệng vừa cười vừa nói. Đối với chuyện này, ngược lại anh không có ý che giấu, anh cứ ăn ngay nói thật là được. Anh cứu thế nào? Lâm Thanh nhã sừng sốt một chút, lạnh giọng hỏi. Diệp Thu nhún vai, đành phải kể chuyện xảy ra khi đó, anh nói đại khái một lần cho Lâm Thanh nhã nghe đương nhiên rồi chắc chắn diệp thu miêu tả tình hình không khẩn cấp như lúc đó anh chỉ nói là vào lúc nam nam bé nhỏ sắp bị xe đụng anh thuận tay kéo nam nam bé nhỏ một phát nói như vậy nghe vào sẽ có thể tin một chút nghe thấy lời diệp thu nói lâm thanh nhã nhíu mày lại cô lập tức nhìn diệp thu lạnh giọng hỏi những lời anh nói đều là thật sao anh không gạt tôi chứ tổng giám đốc lâm làm sao tôi dám gạt em chứ tôi nói câu nào cũng là thật có trời đất chứng giám. Diệp Thu vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Nói như vậy, lần này ngược lại là anh chó ngáp phải ruồi rồi à. Lâm Thanh nhã híp hai mắt lạnh lùng nói. Ha ha, số may mắn, đều là do số tôi may mắn. Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Anh biết thì tốt. Lâm Thanh nhã trợn mắt nhìn Diệp Thu một chút, cô lập tức lạnh lùng nói cả đời này của anh cũng không thể chỉ dựa vào may mắn được. Anh phải có bản lãnh thật sự của bản thân mình mới có thể dựa vào, Lý Soái đã thăng chức cho anh lên thành trưởng phòng tổ 6 bộ phận kinh doanh rồi đúng không? Làm rất tốt, tôi hy vọng lần sau anh có thể cho tôi xem thực lực của mình, mà không phải dựa vào may mắn. Đã hiểu, Tổng Giám Đốc Lâm cứ yên tâm đi, tôi nhất định không phụ lại sự kỳ vọng của em đâu. Diệp Thu lập tức đứng thẳng người nói lời cam đoan. Tốt! Audio điện tử võ tấn bền chương 132, câu lạc bộ hồng hạc Yêu cầu gì? lâm thanh nhã nhíu đôi mày xinh đẹp nghi ngờ hỏi hi hi diệp thu nhếch miệng cười một tiếng rồi thử dò hỏi em xem lúc này tôi đã lập công lớn cho công ty như thế vậy từ nay về sau tôi có thể gọi em là vợ được không khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã lập tức đỏ lên ngay sau đó cô ra vẻ hung dữ chừng diệp thu một cái rồi tức giận nói không được hả tôi lập công lớn như vậy mà không thể gọi một tiếng vợ nếu vậy thì sau này sao tôi còn có động lực để tiếp tục nỗ lực đây? Trên mặt Diệp Thu đầy vẻ đau khổ, nói với vẻ ấm ức đáng thương. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút trần chờ. Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần Diệp Thu chịu nỗ lực, vậy sẽ cho anh có cơ hội trở thành người chồng chân chính của mình. Mà ngay lúc này, cần phải cổ vũ để anh có một chút động lực nỗ lực chứ. Nếu vậy thì sau này chắc chắn anh sẽ càng thêm cố gắng đúng không? nghĩ đến đây lâm thanh nhã hít sâu một hơi đổi tư thế ngồi lại giống như là đang chuẩn bị đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng gì đó cô nhìn diệp thu và nói tôi có thể đồng ý với yêu cầu của anh nhưng không phải vào lúc này chờ lần sau anh tiếp tục nỗ lực rồi lại lập được công lớn nữa thì tôi sẽ để cho tôi gọi em là vợ thật sự sao em sẽ không đổi ý chứ trên mặt diệp thu đầy sự vui vẻ trước giờ tôi đã nói ra là sẽ giữ lời lâm thanh nhã gật đầu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. Được rồi, chỉ trong nháy mắt mà tôi đã cảm thấy tràn đầy động lực. Tổng giám đốc Lâm, vậy tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tranh thủ lập công lớn một lần nữa." Diệp Thu nói vô cùng kích động. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Ngay sau đó, anh vội vàng rời khỏi văn phòng Lâm Thanh Nhã. Cái người này thật là. Trên mặt Lâm Thanh Nhã đầy vẻ bất đắc dĩ, cô lắc đầu ngay sau đó khóe môi cô cong lên một thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cô lẩm bẩm, nhưng mà nói thật, ở chung lâu rồi, đúng là anh ta cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét như lúc trước, ngược lại thỉnh thoảng còn cho mình một vài ngạc nhiên vui vẻ, cũng có chút thú vị đấy. Diệp Thu, cố gắng làm thật tốt nhé. Tôi hy vọng có một ngày anh có thể thật sự xây dựng nên một khoảng trời riêng của mình. Anh có thể không quá thành công, nhưng chỉ cần anh có được sự nghiệp của riêng mình vậy thì đám người nhà họ Lâm đó sẽ không nói gì được về anh nữa. Tôi sẽ chờ ngày đó đến. Sau khi ra khỏi văn phòng của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu giấu đi nụ cười tươi sung sướng trên mặt. Bởi vì anh phát hiện ra một lối tắt có thể khiến cho Lâm Thanh Nhã nhanh chóng chấp nhận anh. Đó chính là biểu hiện thật tốt trong công ty, lập nhiều công trạng, nhất là những công trạng lớn. Nếu như vậy là có thể được tư cách thương lượng với Lâm Thanh Nhã. Ví dụ như thay đổi xưng hô, đi ra ngoài hẹn hò cùng nhau, hoặc là tiếp xúc thân thể gì đó. Những cái này đều có thể dùng công trạng để trao đổi với Lâm Thanh Nhã. Tuy rằng bước đầu tiên không được hoàn hảo, nhưng cuối cùng đã vẫn hoàn thành được. Chỉ cần có thể đi được bước đầu, vậy những bước sau đều sẽ suôn sẻ. Nghĩ đến đây, Diệp Thu cảm thấy vô cùng kích động. Anh biết, cuộc sống tốt đẹp của mình sẽ bắt đầu từ đây, sau khi thăng chức lên làm trưởng phòng phòng nghiệp vụ địa vị của diệp thu trong tổ nghiệp vụ cũng lập tức tăng lên trước kia anh là người ngồi một mình trong góc văn phòng ngoại trừ trò chuyện về công việc ra thì không ai nói với anh lời nào nhưng bây giờ không còn như vậy nữa cho dù là nhân viên mới hay nhân viên cũ đều sôi nổi đến nịnh bợ anh nói với anh mấy lời tốt đẹp vốn dĩ trước kia những người đó xem thường anh nhưng bây giờ đều đến nịnh hót anh đến cả những trưởng phòng của các phòng khác cũng đến làm quen với diệp thu đột nhiên diệp thu vậy mà lại trở thành người được hoan nghênh nhất trong tổ nghiệp vụ hà tình tình ngồi trước diệp thu thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài một hơi cô thở dài làm gì diệp thu cười hỏi bây giờ anh trở thành trưởng phòng được hoan nghênh nhất tôi lo lắng mình muốn nói chuyện phiếm với anh còn phải xếp hàng nữa hà tình tình bĩu môi trong lời nói có chút khen tị ha ha sao lại có chuyện đó được cô muốn nói chuyện phiếm với tôi lúc nào cũng được tình bạn của chúng ta sẽ không thay đổi vì mấy thứ này. Diệp Thu cười nói, thật vậy chứ? Hà Tình Tình chấp đôi mắt to, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Đương nhiên, tôi không phải người vừa thăng chức đã không thèm nhận người thân bạn bè. Diệp Thu gật đầu, cười nói, hi hi, tôi cũng đoán anh sẽ không như thế, vừa rồi chỉ là nói giỡn với anh thôi. Hà Tình Tình nghịch ngợm le lưỡi, ngay sau đó nhìn Diệp Thu, khuôn mặt nhỏ có hơi ửng đỏ nói, đúng rồi, hai ngày nay mẹ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi cho nên bà ấy muốn tôi mời anh mời anh đến nhà ăn cơm để cảm ơn không biết chừng nào anh có thời gian càng về sau giọng nói của hà tình tình càng lúc càng nhỏ lại dù sao đây là lần đầu tiên cô ta mời đàn ông về nhà ăn cơm vì thế mà vẫn có hơi thẹn thùng nghe thấy hà tình tình nói vậy diệp thu có hơi sửng sốt cười nói không cần khách sáo như vậy đâu không phải lần trước cô đã mời tôi rồi sao khác nhau mà Lần đó là cảm ơn anh giúp tôi chuyển thành nhân viên chính thức, lần này là cảm ơn anh điều trị hết bệnh cho mẹ tôi mà." Hà Tình Tình vội vàng nói. "À, Diệp Thu sờ mũi, hơi do dự hỏi lại, vậy hay là chiều ngày mai được không?" "Được, quyết định vậy đi, không được cho tôi leo cây đâu đấy." Hà Tình Tình vội vàng gật đầu, chu cái miệng nhỏ nói. "Chắc chắn sẽ không để cô phải leo cây." Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Sau khi tan làm, Diệp Thu nhanh chóng trở về nhà, còn Lâm Thanh Nhã đang bận một vài chuyện của công ty cho nên trở về hơi muộn hơn một chút. Sau khi Diệp Thu về nhà thì nghỉ ngơi trong chốc lát rồi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, sau đó anh đi nấu cơm. Sau khi bỏ cơm vào hộp giữ nhiệt thì sắc trời đã trở nên tối sầm. Diệp Thu nhìn thoáng qua đồng hồ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt, Hàn Dương của bang Liệt Hỏa đúng không? Tôi chỉ cho anh hai cơ hội, nhưng anh không biết quý trọng vậy thì không thể trách tôi được. Dứt lời, Diệp Thu nhanh móc di động ra, gọi điện thoại cho Âu Dương Hạo, trong vòng 3 phút phải tra ra vị trí trụ sở chính của bang liệt hỏa. Trong câu lạc bộ Hồng Hạc, có thể nói nơi này là một câu lạc bộ tương đối nổi tiếng ở Giang Bắc, thậm chí là toàn bộ thành phố Giang Châu. Trang trí xa hoa xinh đẹp, phục vụ tận tình, hơn nữa lại có chế độ hội viên cho nên nơi này rất được người trong giới thượng lưu ở thành phố Giang Châu yêu thích. Một vài người giàu hoặc là ngôi sao đều thường xuyên tới đây, bởi vì bọn họ có thể thoải mái tự nhiên vui sướng hưởng thụ ở đây mà không cần lo lắng bị chụp lén chế độ hội viên là cách bảo vệ riêng tư tốt nhất đối với họ dù sao người bình thường cũng không thể vào nơi này được diệp thu đi xe taxi đến cửa chính của câu lạc bộ hồng hạc sau khi xuống xe thì đi thẳng vào bên trong câu lạc bộ nhưng mà anh vừa mới đến cửa chính thì đã bị hai nhân viên an ninh mặc đồ màu đen đứng trong cửa ngăn cản lại đứng lại anh đến đây làm gì một trong hai tên nhân viên an ninh kia chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi. Tôi đến tìm người. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Anh là hội viên ở đây sao? mươi 133, thân thủ kinh khủng. Nếu như người bình thường bị giống một tiếng như vậy thì chắc chắn đã lập tức sợ vỡ mật, nhưng mà sắc mặt Diệp Thu vẫn không hề thay đổi. Anh ta liếc mắt nhìn nhân viên an ninh trước mặt một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh như băng, chỉ là một con chó giữ cửa mà cũng ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, xem ra bang liệt hỏa các người cũng chẳng là thứ tốt lành gì. Nghe thấy những lời này, sắc mặt nhân viên an ninh lập tức trở nên tối tăm và hung ác, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái rồi lạnh lùng nói, thằng nhóc, mày lại dám hung hăng ngang ngược như vậy, có tin tao sẽ làm mày. Nhưng mà gã ta chưa nói dứt lời thì một tiếng, á, đã vang lên, toàn thân nhân viên an ninh này trực tiếp ngã bay vào câu lạc bộ rồi ngã mạnh trên sàn sảnh lớn ở tầng 1, không bỏ dậy nổi cảnh tượng này làm tất cả khách khứa đang chè chén say sửa thỏa thích trong quán ba đều lập tức sừng sốt, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, lại thêm một tên nhân viên an ninh bay vào và cũng rơi ngay vị trí mà tên nhân viên an ninh kia vừa ngã xuống. điều này làm cho trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ. mà ngay lúc này, Diệp Thu đi vào sảnh lớn của quán ba với khuôn mặt không cảm xúc. dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh trực tiếp mở miệng nói, Hàn Dương lăn ra đây nhận lấy cái chết. Câu nói giống như tiếng sét này lập tức vang dội khắp mọi ngóc ngách trong sảnh lớn. Lúc này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu giống như ánh nhìn về phía một kẻ điên vậy. Hàn Dương là nhân vật nào? Đây chính là ông chủ của quán ba liệt hỏa điều, mà anh ta còn có một thân phận khác, chính là người cầm quyền bang liệt hỏa, cũng có thể xem như nhân vật số một số hai trong thế giới ngầm giang bắc. Thế lực của bang liệt hỏa vô cùng to, thành viên đông đảo. Dõi mắt khắp Giang Bắc có rất ít có thế lực có thể chống lại bọn họ. Mà bây giờ, Diệp Thu lại đi thẳng tới địa bàn của Hàn Dương kẻ nắm quyền bang liệt hỏa và bảo Hàn Dương lăn ra nhận lấy cái chết. Đây không phải bị điên thì còn là gì nữa. Hành động này có khác gì trực tiếp đến điện Diêm Vương đòi đầu thai chứ? Vào giờ phút này, trong mắt tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, Diệp Thu đã là một người chết. Bọn họ vô cùng hứng thú nhìn Diệp Thu, Lặng lặng chờ đợi lát nữa Diệp Thu bị đám người kia vứt ra ngoài. Bọn họ đã sớm chẳng lạ lùng gì đối với cảnh tượng này. Bởi vì trước đây cũng từng có mấy tên ngé con không sợ cọp gây chuyện ở đây. Không có một trường hợp nào ngoại lệ, toàn bộ những kẻ gây chuyện kia, sáng hôm sau đều sẽ bị ném vào sông làm mồi cho cá. Cho nên mọi người cảm thấy Diệp Thu đã không có cách nào thoát khỏi số phận trở thành thức ăn cho cá. Đúng như dự đoán, chưa đầy 10 phút trôi qua một người đàn ông mặc vest dẫn theo mười mấy tên đàn ông vạm vỡ chạy tới. Mọi người thấy vậy, mỗi cười đều lắc đầu nở nụ cười khinh bỉ. Bọn họ biết, lần này Diệp Thu khó thoát khỏi tai nạn rồi. Mà đây là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của chính mình. Thằng nhóc con, mày ngông cuồng quá nhỉ. Ở chỗ này mà lại dám không ngừng kêu ông chủ của bọn tao đi ra nhận lấy cái chết, tao thấy mày chán sống rồi đúng không? Người đàn ông mặc vest chừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu và lạnh giọng nói. Tôi chỉ để cho Hàn Dương ra đây mà sao chỉ toàn là một ít cá tôm thối nát xông ra thế này. Diệp Thu liếc người đàn ông mặc vest một cái, có chút không kiên nhẫn lắc đầu. Sắc mặt người đàn ông mặc vest lập tức trở nên tối tăm và hung ác, trong mắt thoáng lóe lên tia sáng lạnh, anh ta nói một cách lạnh lùng, nhóc con, mày đúng là đang tự tìm đến cái chết ngay sau đó anh ta dứt khoát phung tay ra lệnh cho mười mấy tên đàn ông vạm vỡ kia, vẫn theo quy củ cũ, làm mồi cho cá. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên đàn ông vạm vỡ kia không hề có một chút trần chờ, vung gậy cao su trong tay lên và xông về phía Diệp Thu. Nhịp chân đồng đề, thân thể khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đây là một đám côn đồ được đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đúng là không thú vị. Diệp Thu ngáp một cái rồi vươn người, sau đó không hoảng hốt không vội vàng ngẩng mặt nhìn về phía mười mấy người đàn ông vạm vỡ đang xông tới. Mọi người vây xem thấy vậy, trong mắt đều thoáng lóe lên vẻ khinh bỉ. Đồng thời đối mặt với mười mấy tên côn đồ chuyên nghiệp mà không chạy không tránh, lại vẫn dám chủ động nghênh đón. Đây không phải tự tìm đến cái chết còn là cái gì nữa? Bọn họ đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thu bị mười mấy tên đàn ông vạm vỡ đánh vỡ đầu chảy máu. Rất nhanh diệp thu và hai tên đàn ông vạm vỡ đang xông lên đầu tiên đã đối mặt hai tên đàn ông vạm vỡ không hề nương tay dù chỉ một vùng gậy cao su lên rồi mạnh mẽ đập mạnh về phía đầu diệp thu rõ ràng vừa xông lên đã muốn ra tay đánh chết diệp thu nếu một gậy này đập trúng đầu thể nào cũng vỡ sọ ngay tại chỗ thấy vậy trong mắt diệp thu cũng lóe lên một tia sáng lạnh nếu các người vô tình vậy cũng đừng trách tôi quá tàn nhẫn diệp thu không nói hai lời giơ chân lên và đạp mạnh về phía hai người đối diện. Không có bất kỳ chiêu thức hoa hòe lè loẹt gì mà chỉ một cước đơn giản như vậy, nhưng tốc độ kia nhanh đến mức làm cho hai người đối phương khó mà phòng thủ được. Binh, dầm, chỉ nghe hai tiếng hét vang lên, hai người lập tức văng ra, đập bể nhiều bàn ghế rồi cuối cùng va đập vào một cây cột khá to, lúc này mới dừng lại. Nhưng mà sau khi rơi xuống, hai người lập tức bất tỉnh không biết gì, không hề có một chút động tính. Cảnh tượng này trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sững sờ. Cái tên này cũng quá mạnh đi, vừa bắt đầu đã trực tiếp đạp tàn phế hai tên côn đồ bảo kê nơi này. Chẳng trách lại dám một thân một mình đến Hồng Hạc gây chuyện, xem ra vẫn có một chút bản lĩnh. Người đàn ông mặc vest thấy vậy, trong lòng cũng không thể bình tĩnh, vội vàng hô lên với mấy người đàn ông còn lại, "Đều đồng thời xông lên cho tôi, đừng để cậu ta có cơ hội đánh trả." Nghe thấy câu nói này, mười mấy người đàn ông còn lại nhanh chóng vây thành một vòng tròn quanh diệp thu ngay sau đó đồng thời tấn công về phía anh nhưng mà trước mặt diệp thu tốc độ của bọn họ thật sự quá chậm nhiều cú tấn công lần lượt ập đến mà còn không thể tổn thương đến diệp thu dù chỉ là một sợi tóc các người quá yếu diệp thu nhìn đám đàn ông vạm vỡ trước mắt và lắc đầu một cái ngay sau đó cũng mất hết kiên nhẫn chơi tiếp với bọn họ toàn thân như hóa thành một bóng mờ chỉ nghe một chuỗi âm thanh binh 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 vang lên ngắn ngủi hai ba giây, toàn bộ mười mấy tên đàn ông vạm vỡ đều đã nằm la liệt trên mặt đất và đau đớn kêu rên một cách thảm thiết. Chỉ có một mình tên đàn ông mặc vest còn có thể đứng như một tư lệnh không quân. Vào giờ phút này, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ không còn kỳ biểu cảm nào khác. Lúc đầu cứ tưởng rằng Diệp Thu chỉ là một thằng nghé con không sợ cọp đến tận cửa chịu chết nhưng bọn họ thật sự không ngờ rằng diệp thu lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng thế này điều này thật sự ngoài dự đoán của tất cả mọi người cùng lúc đó trong một phòng vip trên lầu 2 của câu lạc bộ căn phòng nhỏ này có một cửa sổ rất to sát đất có thể thu hết khung cảnh ở sảnh lớn lầu một vào mắt mà giờ phút này có hai bóng người đang ngồi trước cửa sổ sát đất theo thứ tự là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng và một ông lão mặc quần áo luyện công màu đen hai người đang thưởng thức nước trà Chương 134, tuyệt thế song ưng. Hừ, ai cần biết cậu ta là người tu luyện gì cơ chứ, dám quấy rối trên địa bàn của Hàn Dương tôi, hôm nay chắc chắn tôi sẽ để cậu ta phải lết ra ngoài. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi người qua đây. Thân là bang chủ của bang Liệt Hỏa, thứ không thiếu nhất chính là thủ hạ. Nhưng mà ông già thấy vậy thì khoát tay ngăn cản ông ta, "Ông chủ Hàn, dựa theo năng lực của người này, cho dù cậu có gọi nhiều người hơn nữa cũng không thể chắc rằng có thể khống chế được cậu ta e rằng đến lúc đó chỉ khiến tăng khí thế của cậu ta mà tiêu diệt uy phong của cậu nghe ông già nói thế sắc mặt hàn dương cũng thay đổi nhìn ông già rồi nghi ngờ hỏi đại sư trịnh vậy theo ý của ông thì nên xử lý như thế nào đây đối phó với người luyện võ thì tất nhiên phải dùng người luyện võ tôi đây đồng ý thử một lần trịnh luân cười nhạt nói chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi không biết sống chết Sao có thể khiến đại sư Trịnh đây phải tự mình ra trận chứ?" Hàn Dương có chút lúng túng nói. "Nếu tôi không ra tay, cho dù hôm nay cậu có thiệt hại thêm mấy chục tên đàn em nữa cũng không chắc là có thể bắt được cậu ta." Trịnh Luân thản nhiên nói. "Không ngờ thằng nhóc này lại lợi hại đến thế." Hàn Dương vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ, lập tức nhìn sang Trịnh Luân rồi vội hỏi, "Vậy không biết đại sư Trịnh nắm chắc bao nhiêu phần trăm là có thể hạ gục được cậu ta?" "Ha ha, nắm chắc bao nhiêu phần trăm ư?" Trịnh Luân cười khinh bỉ, liếc Diệp Thu bên dưới một cái, vẻ mặt điên cuồng ngạo mạn nói, tuy rằng tên này là một người luyện võ, nhưng mà chỉ có một chiêu thức, chỉ biết vận dụng những cước pháp đơn giản, xem chừng chính là một tay mơ. Ở trước mặt các cậu thì cậu ta còn có thể coi là một cao thủ, nhưng ở trước mặt tôi cũng chỉ có thể tính là một con kiến mà tôi. Tôi dùng một tay cũng có thể đánh cậu ta tan tác, vậy cậu nói xem tôi nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Nghe vậy, trong nháy mắt trên mặt hàn dương đã phủ kín vẻ vui mừng vội vàng chắp tay với trịnh luân và nói một cách biết ơn vậy xin làm phiền đại sư trịnh không phiền ở chỗ này của cậu lão già tôi đây chỉ có mỗi một việc là nhàn rỗi cũng không thể nhận không lợi ích của cậu được ra tay giúp cậu dọn dẹp một chút phiền toái cũng là điều nên làm thôi trịnh luân khoát tay sắc mặt bình thản sau đó ông ta nhìn hàn dương và nói một cách vô cùng kiêu ngạo pha cho tôi một tách trà tôi đi một lúc rồi về ngay Hàn Dương kinh ngạc một chút, vội nói, vẫn là chờ ông về rồi tôi sẽ pha trà cho ông, nếu không thì trà sẽ nguội mất. Không sao, xưa kia có quan vũ hâm rượu chém hoa hùng, hôm nay tôi cũng thế. Đợi lão già này trở về thì trà vẫn còn nóng đấy. Nói xong, Trịnh Luân đứng dậy luôn, vùng ống tay áo lên rồi chắp tay sau lưng, ngẩng đầu mà bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng tự tin của Trịnh Luân rời đi, trên mặt Hàn Dương cũng đầy vẻ sùng bái. Đại sư Trịnh Đại không hổ là cao thủ đương thời mà. Chỉ tính đến khí thế này thôi thì thằng nhóc dưới lầu kia đã không thể so sánh được. Nghĩ tới đây, Hàn Dương nhìn thoáng qua Diệp Thu bên dưới, trên mặt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, ông ta cười lạnh nói, nhóc con, không cần biết mày là ai, dám quậy phá trên địa bàn của Hàn Dương này thì mày chờ bị ném xuống sông cho cá ăn đi. Ở sảnh lớn dưới lầu 1, sau khi giải quyết nhóm đàn ông vạm vỡ xong, Người đàn ông mặc vest cũng không may mắn thoát khỏi. Diệp thu túm lấy cổ anh ta, trực tiếp sách lên, đang định tra hỏi xem Hàn Dương ở đâu. Người trẻ tuổi, cậu nên thả cậu ta ra đi, không cần thiết hành động khó coi như thế. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói giả nua vang lên. Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy ở cầu thang lầu hay có một ông già mặc quần áo luyện công màu đen đang bước từng bước xuống theo bậc thang tuy rằng những bước chân này rất thong thả, nhưng mỗi một bước đều mang theo khí thế mạnh mẽ. Mọi người thấy vậy đều vô cùng ngạc nhiên. Ông trời của tôi ơi, thế mà là một trong tuyệt thế song ưng, đại sư Trịnh Trịnh Luân. Bỗng nhiên, không biết ai trong đám người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, lúc này tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, gì cơ. Chẳng lẽ ông ta chính là Trịnh Luân đã từng thắng 17 trận liên tiếp ở sàn đấu ngầm sao? tôi đã sớm nghe nói là bang chủ Hàn ra giá cao để mời ông ta đến đây trông nom chỗ này, không ngờ ông ta thật sự ở đây. Lần này có trò hay để xem rồi đây. Mà có người ở hiện trường không biết Trịnh Luân, đang tò mò hỏi, rốt cuộc đại sư Trịnh này là nhân vật phương nào? Biết quyền quán thương ưng không? Nó được xếp vào một trong ba võ quán mạnh nhất Giang Bắc, quán chủ của nó chính là truyền nhân đời thứ 98 của quyền pháp thương ưng Mạc Côn, đánh khắp Giang Bắc không có đối thủ mà đại sư Trịnh này lại là sư đệ của Mạc Côn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nên hai sư huynh bọn họ mới được khen ngợi là tuyệt thế song ưng. Tôi từng may mắn được chính mắt nhìn thấy đại sư Trịnh ra tay, ông ấy dùng móng ưng của mình trực tiếp bóp viên gạch vỡ đôi. Có người giải thích. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều hít vào một hơi khí lạnh, lập tức nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt tràn đầy sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa bây giờ bọn họ rất muốn xem Diệp Thu sẽ đáp trả thế nào. Nhìn về phía Trịnh Luân đang không ngừng đi tới bên này, trong mắt Diệp Thu cũng hiện lên sự ngờ vực. Sư đệ của Mạc Côn ư? Chẳng lẽ chính là Mạc Côn mà lần trước muốn ra mặt thay tiêu thần, kết quả lại bị mình dùng một cước đạp bay đó sao? Vậy thì đúng là có duyên thật đấy. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Thu cong nên nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. Mà lúc này, Trịnh Luân bước tới trước mặt Diệp Thu. Ánh mắt ông ta khinh thường liếc Diệp Thu một cái, ngẩng đầu, lỗ mũi hướng về phía Diệp Thu, nói như nhìn từ trên cao nhìn xuống, "Cậu trai trẻ, ngoan ngoãn thả người ra đi, sau đó quỳ xuống chấm dứt bản thân, vậy thì cậu có thể chết thoải mái một chút đấy." "Xin hỏi vì sao tôi phải nghe lời ông nhỉ?" Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt tươi cười đầy ý nghĩa sâu xa hỏi. "Ha ha, cậu trai trẻ, chắc cậu cũng từng nghe nhắc đến danh hiệu của Trịnh Luân tôi đây rồi chứ?" không muốn chết quá khó coi thì cậu hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi đi. Trịnh Luân cười lạnh, cực kỳ kiêu căng hống hách nói. Ồ, thật ngại quá, tôi thực sự chưa từng nghe nói về ông. Diệp Thu lạnh nhạt lắc đầu, ngay sau đó khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười chiêu thức. và lại nếu bây giờ ông đã đến rồi, tôi đây cũng không cần hỏi cậu ta nữa, hỏi ông là được rồi. Nói xong, tay Diệp Thu đang túm cổ người đàn ông mặc vest sức khoát buông ra, trực tiếp ném thân thể anh ta văng ra ngoài chỉ thấy người đàn ông mặc vest đen bị quăng vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ trên không trung, sau đó ngã mạnh lên mặt đất, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Trịnh Luân lập tức tối tăm và dữ tợn. Mà những người vây xem thấy thế cũng hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ thật sự không ngờ rằng Diệp Thu dám không nể mặt Trịnh Luân như thế. Đúng là muốn chết mà. Chương 135, tôi thấy đây chỉ là quyền pháp dùng để xua đuổi ruồi nhặng thì đúng hơn khi nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều như hít phải khí lạnh bọn họ biết rõ giờ phút này đại sư trịnh đã thật sự nổi giận rồi diệp thu chắc chắn sẽ gặp tai nạn tên nhóc kia hy vọng kiếp sau cậu có thể tiếp thu bài học từ việc này đừng không biết lượng sức mình như thế nữa thế nhưng kiếp này của cậu có thể chết dưới quyền pháp bậc thầy của tôi thì cũng xem như là vinh hạnh của cậu rồi vì thế cậu hãy tiếp chiêu đi vừa dứt lời hai tay trịnh luân nhanh chóng biến thành chim ưng sau đó anh ta lắc người một cái nhanh chóng lao thẳng tới trước mặt diệp thu hoặc có lẽ là vì để hả giận giờ phút này hai móng vuốt của trịnh luân đều xuất hiện mang theo một luồng gió vô cùng mãnh liệt nhanh chóng tấn công về phía diệp thu móng vuốt bên phải lao thẳng về phía cổ họng của diệp thu còn móng vuốt bên trái thì tấn công về phía tim của diệp thu chỉ trong nháy mắt đã có thể dồn diệp thu vào đường cùng không cho anh chút cơ hội sống nào bởi vì cho dù Diệp Thu chỉ trúng một móng vuốt này thì việc anh chết là không còn nghi ngờ gì nữa. Thật là lợi hại, mọi người thấy vậy thì vô cùng thán phục. Hàn Dương đang đứng ở ban công trong một phòng bao ở lầu 2 nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng ông ta nhanh chóng cong lên, tên nhóc à, kiếp sau đừng có chủ động tìm tới cái chết như thế này nữa. Mà những người có mặt ở đó đều cho rằng chắc chắn Diệp Thu không thể nào tránh được móng vuốt này, đã đến lúc phân thắng thua rồi diệp thu đứng tại chỗ không hề nhúc nhích khóe miệng anh hiện lên một nụ cười như đang suy nghĩ gì đó ngay sau đó cả người anh chợt lóe lên rồi hóa thành một cái bóng trực tiếp biến mất trước mắt trịnh luân điều này khiến cho trịnh luân nhào hụt người đâu rồi sắc mặt trịnh luân nhanh chóng thay đổi nhanh chóng vội vàng đưa mắt nhìn ngó xung quanh thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của diệp thu đâu cả điều này làm cho trịnh luân và tất cả mọi người có mặt ở đó giật mình đúng lúc này một tiếng nói châm chọc nhanh chóng vang lên sau ót Trịnh Luân. Ông đang tìm tôi sao? Khi nghe thấy lời này, ánh mắt Trịnh Luân nhanh chóng co rút lại, sau đó anh ta vội vàng nghiêng đầu nhìn sau lưng của mình. Khi vừa nhìn thấy, Trịnh Luân nhanh chóng cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ. Bởi vì chẳng biết Diệp Thu đứng sau lưng ông ta từ lúc nào. Thế nhưng từ đầu đến cuối Diệp Thu không cho ông ta cơ hội nói gì thêm, bàn tay phải của anh nhanh chóng xoay tròn trong không chung, sau đó vông thẳng vào mặt của trịnh luân chát mọi người chỉ nghe thấy tiếng một cái tát vô cùng vang dội vang lên cả người trịnh luân trông như một con quay xoay tròn tại chỗ rồi lập tức văng thẳng ra ngoài ngay sau đó đụng thật mạnh vào vách tường khiến vách tường nhanh chóng nứt ra sau đó ông ta rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh không biết sống hay chết quyền pháp thương ưng là cái thá gì chứ theo tôi thấy thì đây chỉ là quyền pháp dành để xua đuổi ruồi nặng mà thôi cuối cùng cũng không chịu nổi một cú đấm của tôi. Diệp Thu bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng. Cảnh tượng này nhanh chóng khiến tất cả những người có mặt ở đó đều sừng sờ. Ngay cả Hàn Dương đang quan sát mọi chuyện ở lầu 2 cũng bị dọa sợ tới mức làm rơi tách trà xuống đất. Toàn bộ hiện trường nhanh chóng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều như nhìn thấy quỷ vậy, ánh mắt nhìn Diệp Thu cũng chừng lớn tới mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Người thanh niên này, từ khi bước vào cửa cho đến giờ, hết lần này tới lần khác khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bây giờ thậm chí người có danh xưng là chim ưng tuyệt thế như Trịnh Luân cũng phải chịu thua dưới tay anh, hơn nữa còn bị đánh bại bởi một cú đấm, có thể nói là không chịu nổi một cú đấm của anh. Điều này có thể khiến những người có mặt ở đây cảm thấy khiếp sợ tới mức nửa ngày cũng không thể nói nên lời. Mà lúc này, cơ thể của Hàn Dương người đang đứng trên lầu 2 cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy. Trịnh Luân chính là chỗ dựa lớn nhất của ông ta, đây chính là cao thủ mà ông ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mời về thế mà bây giờ lại bị đánh bại bởi một cái tát của diệp thu điều này khiến ông ta khó mà bình tĩnh được liên tiếp thở ra hơi lạnh mà đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng nhanh chóng vang lên ở phòng khách dưới lầu hàn dương tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng nếu như ông vẫn không chịu xuất hiện vậy thì cái câu lạc bộ hồng hạc này sẽ hóa thành một đống đổ nát giống như đế vương chân tắm Nghe thấy thế, ánh mắt Hàn Dương nhanh chóng co rút. Đế vương chân tăm ư. Chẳng lẽ anh đang nói tới người kia sao? Nghĩ tới đây, cả người Hàn Dương không tự chủ được mà trở nên run rẩy. Đúng lúc này, ông ta bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chầm chầm vào ông ta. Hàn Dương xoay người nhìn lại theo bản năng. Mới nhìn một cái đã khiến sắc mặt Hàn Dương nhanh chóng thay đổi. Bởi vì lúc này Diệp Thu đang ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ông ta trên miệng diệp thu đang nở một nụ cười nhạt điều này khiến cả người hàn dương run rẩy giống như đang bị rơi vào hầm băng vậy tìm được ông rồi khóe miệng diệp thu hơi nhếch lên nhanh chóng ngoắc ngoắc ngón tay với hàn dương ngay sau đó anh nhanh chóng đi đến chiếc ghế salon trước mặt và thản nhiên ngồi xuống thấy thế hàn dương cắn chặt răng ông ta cũng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi xuống lầu một nếu đã bị diệp thu phát hiện rồi thì ông ta tin rằng cho dù ông ta có trốn tránh tới cỡ nào thì cũng không thể nào tránh khỏi thế nhưng nếu ông ta chịu đi xuống đối mặt trực tiếp có lẽ còn có thể đàm phán một chút hàn dương bang chủ bang liệt hỏa ông ta thật sự xuất hiện ôi trời ơi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người có thể ép bang chủ hàn tới mức này đấy ghê gớm thật sự quá ghê gớm rồi khi mọi người nhìn thấy hàn dương bị buộc xuống lầu thì cảm thấy ngạc nhiên và khiếp sợ không thôi hàn dương nghiến răng nhắm mắt đi tới trước mặt diệp thu diệp thu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hàn dương vẻ mặt đáng suy nghĩ lên tiếng bang chủ hàn thật sự là một người vô cùng bận rộn muốn gặp ông thật đúng là vô cùng khó khăn sắc mặt hàn dương nhanh chóng thay đổi ngay sau đó ông ta nhìn về phía diệp thu lịch sự lên tiếng chào cậu hẳn là hàn dương tôi không đắc tội gì với cậu chứ thế tại sao hết lần này tới lần khác cậu lại kiếm chuyện với tôi như thế ngày đầu tiên là phá hủy đế vương chân tắm của tôi hôm nay lại chém giết vào trụ sở chính của tôi thế xin hỏi rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy hàn dương vừa dứt lời những người có mặt ở đây đều hít khí lạnh một hơi chỉ trong một đêm ngắn ngủ đế vương chân tắm đã bị san bằng đương nhiên là bọn họ cũng biết chuyện này dù sao thì đế vương chân tắm nổi tiếng ở giang bắc vì thế muốn mọi người không biết thì cũng khó Thế nhưng bọn họ lại không ngờ rằng Diệp Thu lại là người làm chuyện này. Người này thật sự là một người ác độc. Tôi muốn làm gì sao? Hàn Dương, khi đến đế vương chân tắm, tôi bị một nhóm người vây quanh kiếm chuyện. Sau đó tôi muốn tìm ông để nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng lúc đó ông trả lời tôi thế nào? Tôi đã cho ông một cơ hội, nhưng chính ông là người không biết quý trọng cơ hội đó. Cho nên tôi mới phá hủy đế vương chân tắm của ông, sau đó ông lại tìm người đến bắt tôi, Tôi lại cho ông một cơ hội đến trước cửa để xin lỗi, thế nhưng cuối cùng ông lại không tới. Chuyện này trách ai được bây giờ? Diệp Thu thản nhiên lên tiếng. Nghe thấy thế, sắc mặt Hàn Dương nhanh chóng thay đổi. Bởi vì ban đầu ông ta thật sự chẳng xem Diệp Thu ra gì, cho nên ông ta chỉ xem những lời Diệp Thu nói như gió thoảng qua tai. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại gây ra một kết cục bi thảm như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 136, phải diệt trừ người này. Hàn Dương híp mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lên tiếng hỏi, vậy rốt cuộc thì cậu muốn thế nào? Ông phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi." Diệp Thu thản nhiên lên tiếng. Lời nói này của Diệp Thu vừa dứt, sắc mặt Hàn Dương nhanh chóng tối sầm, ông ta nghiến chặt răng lên tiếng, "Này cậu, tôi thật sự đã nể mặt cậu lắm rồi đấy. Cậu đừng có mà được voi đòi tiên, hùng hùng hổ hổ dọa người như thế." không lẽ cậu thật sự nghĩ rằng bang liệt hỏa của chúng tôi không có người sao nếu như ông không nghĩ tới việc sau này bang liệt hỏa sẽ không còn tồn tại trên thành phố giang châu này nữa vậy thì ông có thể tiếp tục kêu người tới đây thử xem tôi sẽ chơi đùa với ông tới cùng đấy khóe miệng diệp thu hơi cong lên cười lạnh lên tiếng nghe thấy thế cả người hàn dương không nhịn được mà trở nên run rẩy ông ta biết rõ với thực lực của Diệp Thu thì cho dù ông ta có gọi thêm bao nhiêu người tới đây cũng vô ích mà thôi. Ngay cả Trịnh Luân cũng không phải là đối thủ của Diệp Thu. Vậy thì chắc chắn những tên đàn em khác của ông ta cũng chẳng phải là đối thủ của Diệp Thu. Thế nhưng nếu muốn ông ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi Diệp Thu trước mặt nhiều người như thế, vậy thì làm sao sau này sao ông ta có thể làm ăn trong giới này nữa chứ? Hàn Dương hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn Hàn Dương, muốn thương lượng, cậu Diệp muốn xin lỗi thì cũng có nhiều cách. Cậu thử nghĩ xem, tôi có thể trả tiền cho cậu được không? Chỉ cần có thể khiến cậu cảm thấy hài lòng, cậu có thể nói ra một con số, chắc chắn tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Thật không? Diệp Thu hít mắt, sau đó đột nhiên vung tay lên. Hàn Dương cảm thấy hơi sừng sốt, cũng không đợi ông ta phản ứng, đột nhiên ông ta cảm thấy tay phải mình truyền đến một cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, Ông ta nhanh chóng nhìn thấy dưới mặt đất trước mặt ông ta xuất hiện một ngón tay đẫm máu. Mà đây chính là ngón tay cái trên bàn tay phải của ông ta. Cảnh tượng này khiến tất cả những người đang đứng vây xem ngạc nhiên và hoảng sợ giật mình một cái. "Á!" À, Hàn Dương ôm lấy tay phải kêu la thảm thiết trên đất, ngay sau đó ông ta trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, chuẩn bị nổi giận với Diệp Thu. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Diệp Thu lạnh lùng lên tiếng, "Lần này là ngón tay của ông" nhưng lần kế tiếp thì sẽ là đầu của ông đấy tôi nói một lần cuối cùng mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi ngay nghe thấy thế toàn thân hàn dương không nhịn được mà trở nên run rẩy ở khoảng cách gần như thế diệp thu chỉ cần vẫy tay một cái đã có thể khiến một ngón tay của ông ta gãy lìa thế thì chẳng phải việc anh muốn lấy tính mạng của hàn dương chỉ giống như lấy đồ trong túi thôi sao nghĩ tới đây sau lưng hàn dương nhanh chóng toát mồ hôi lạnh vì muốn sống Ông ta cũng không thèm để ý đến uy nghiêm, mặt mũi của mình nữa, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt ở đây đều lập tức cảm thấy khiếp sợ. Đường Đường là bang chủ của bang Liệt Hỏa thế mà bây giờ lại quỳ xuống trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này. Điều này khiến trong lòng những người có mặt ở đó đều cảm thấy vô cùng bội phục Diệp Thu. Người này, thật sự quá tàn nhẫn nếu sau này có gặp lại thì không thể đắc tội anh được cậu diệp chuyện này đều là lỗi của tôi tôi đã xúc phạm đến cậu mong cậu có thể rủ lòng thương mà bỏ qua cho tôi lần này hàn dương ngước mắt nhìn diệp thu cố nén sự đau đớn từ bàn tay phải run rẩy lên tiếng nói xong ông ta nhanh chóng dập đầu ba cái thật mạnh với diệp thu lên tiếng hỏi dò cậu diệp không biết tôi làm như thế đã khiến cậu cảm thấy hài lòng chưa diệp thu cũng không nói gì bắt chéo hai chân, sau đó lấy một điếu thuốc đặt vào miệng, hít mắt, nhanh chóng nhả khói. Thấy thế, sắc mặt Hàn Dương nhanh chóng thay đổi, ông ta biết rõ Diệp Thu có ý gì. Ông ta cũng không dám do dự nữa, vội vàng tiếp tục dập đầu xin lỗi Diệp Thu. Bộp, bộp, bộp. Hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng dập đầu nặng nề của Hàn Dương là vang dội khắp sảnh lơn. Những người đang có mặt ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì hít một hơi lạnh bởi vì khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu óc cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Dần dần, da đầu của Hàn Dương cũng bắt đầu dướm máu, máu tươi nhanh chóng chảy xuống chán, lúc này trông dáng vẻ của ông ta vô cùng chật vật. Lúc này ông ta cũng bắt đầu cũng thấy có chút choáng váng rồi, đầu cũng trở nên ong ong, não cũng sắp bị những cái dập đầu này làm cho chấn động. Diệp Thu hút xong điếu thuốc, sau đó quăng tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân dập lửa, thản nhiên lên tiếng, được rồi hàn dương như được xóa tội vội vàng ngước mắt nhìn diệp thu cẩn thận lên tiếng hỏi không biết cậu diệp đây có đồng ý tha thứ cho tôi không diệp thu gật đầu một cái vẻ mặt trở nên nghiêm túc ông làm như thế sớm một chút thì có phải tốt hơn không cần gì phải làm màu đến mức như thế chứ nghe thấy thế khóe miệng hàn dương nhanh chóng co quắp lại ngay sau đó ông ta hít một hơi thật sâu nhìn về phía diệp thu và cung kính lên tiếng trước đó là do tôi không hiểu chuyện mong rằng cậu có thể tha thứ cho tôi sau này chắc chắn tôi và cả những người trong bang liệt hỏa sẽ không dám xúc phạm đến cậu nữa chuyện linh dị tôi hy vọng ông có thể nhớ thật kỹ những lời mà ông đã nói nếu không để tôi tìm tới đây một lần nữa vậy thì đến lúc đó kết quả của liệt hỏa sẽ chẳng khác gì đế vương chân tắm đâu đấy diệp thu cười lạnh đáp lời nghe thấy thế cả người hàn dương không nhịn được run lên một cái vội vàng lên tiếng đảm bảo không dám chắc chắn tôi sẽ không dám nữa đâu chỉ mong là thế đi, con người của tôi vô cùng chán ghét sự phiền phức. Diệp Thu cười lạnh, sau đó đứng dậy rời khỏi câu lạc bộ Hồng Hạc này. "Chào cậu." Hàn Dương vội vàng quỳ sát xuống đất, cung kính lên tiếng. Còn tất cả những người có mặt ở đây nhìn về phía bóng lưng rời đi của Diệp Thu, một lúc lâu sau mới có thể khôi phục tinh thần. Bởi vì Diệp Thu là người đầu tiên dám đến câu lạc bộ Hồng Hạc này gây sự mà còn có thể nguyên vẹn rời khỏi đó không chỉ có như thế mà ngay cả bang chủ của bang liệt hỏa cũng phải tự mình quỳ xuống cầu xin diệp thu tha thứ điều này thật sự đã khiến những người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng khiếp sợ đợi đến khi bóng người của diệp thu đã hoàn toàn biến mất khỏi câu lạc bộ này một tên đàn em của hàn dương mới dám bước tới nhanh chóng đưa tay đỡ hàn dương lên cắn răng hỏi bang chủ tên nhóc này làm nhục bang chủ như thế bang chủ có muốn tôi phái người bí mật đi theo cậu ta mang cậu ta về cho cậu không muốn sống nữa sao hàn dương nhanh chóng tắt một bà tai vào mặt tên đàn em kia tức giận lên tiếng ngay cả đại sư trịnh mà cũng không phải là đối thủ của cậu ta cậu cảm thấy bao nhiêu người mới đủ để đánh thắng cậu ta nếu cậu muốn đi đầu thay ngay vậy thì có thể thử một chút đừng có lôi tôi vào thế nhưng bang chủ à chúng ta cứ như thế mà nuốt cục tức này xuống bụng sao tên thuộc hạ ôm mặt vẻ mặt ấm ức lên tiếng Chương 137, tôi chỉ là quần chúng ăn dưa. Chỉ thấy bên trong ngõ hẻm nhỏ sáng lờ mờ kia, một cô gái tóc ngắn xinh đẹp mặc áo da bó màu đen, đang bị một đám đàn ông che mặt ngăn ở trong một góc. Mà lại giờ phút này, sắc mặt của cô gái tóc ngắn xinh đẹp có vẻ hơi tái nhợt. Trên cánh tay phải của cô ta, áo da đã bị xé rách, bên trên còn có hai vết thương dễ thấy lộ ra ngoài đang rớm máu, xem ra thật sự rất nghiêm trọng. Chỉ là biểu cảm trên mặt của cô ta ngược lại vẫn thong dong như cũ bị nhiều người như vậy cùng vây quanh còn bị thương lại còn có thể giữ được bình tĩnh như thế bởi vậy có thể thấy được người con gái tóc ngắn xinh đẹp này cũng không đơn giản nếu không đổi lại là người con gái khác cũng sớm đã bị dọa đến mặt mày tím tái đồng thời bắt đầu xít xoa kêu loạn thấy thế diệp thu híp híp hai mắt cũng không muốn quản loại chuyện nhàm chán này nếu như giờ phút này là một cô gái bình thường bị người khác khi dễ vậy anh thuận tay cứu người làm chuyện tốt cũng không có gì nhưng bây giờ rõ ràng không phải như thế cho nên diệp thu cũng không muốn dây vào chuyện phiền toái này dù sao việc này không cũng có liên quan gì với anh hơn nữa cũng không có bất kỳ lợi ích nào đối với anh xen loạn vào chuyện bao đồng sẽ chỉ rước lấy một thân phiền phức lúc này diệp thu cũng chuẩn bị quay người rời đi nhưng mà đúng lúc này. Cô gái xinh đẹp mặc áo ra ở trong ngõ hẻm lại chú ý đến Diệp Thu, trong nháy mắt đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng lên tiếng nói, này, anh đừng đi mà. Thân hình của Diệp Thu lập tức cứng đờ. Mà cùng lúc đó, những người đàn ông áo đen che mặt kia cũng đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Thu, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ không có thiện ý. Ta dựa vào, Diệp Thu lập tức bó tay rồi đều, vội vàng khoát tay áo, chê cười giải thích nói, đây, tôi chính là đánh xì dầu đi ngang qua, chỉ là quần chúng ăn dưa đơn thuần, các người nên làm gì thì cứ làm đi, đừng quản tôi nha. Nói xong Diệp Thu liền chuẩn bị tăng tốc bước chân, chuồn đi. Nhưng mà, cô gái xinh đẹp mặc áo ra đương nhiên cũng không định bỏ qua cọng cỏ cứu mạng như Diệp Thu này, vội vàng lên tiếng nói ông xã, anh cũng quá vô tình rồi. Chẳng lẽ anh chuẩn bị bỏ lại em như thế sao? Nghe lời ấy, Diệp Thu bỗng nhiên lảo đảo một cái, xém một chút nữa đã ngã xuống đất. Ông xã, lúc nào mình lại có thêm một người vợ rồi, nếu như để cho Lâm Thanh Nhã biết chuyện này. Vậy còn không thỏa đáng bị bỏ mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Thu lập tức trầm xuống, quay đầu chừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp mặt áo ra, chuẩn bị nói rõ ràng. Nào đâu nghĩ đến, cô gái xinh đẹp mặc áo ra trực tiếp dùng tay chỉ Diệp Thu, nói với những người đàn ông che mặt kia, ầy, không phải các người muốn biết vật đó ở đâu sao ở ngay trên người ông xã tôi đó có bản lĩnh các người đi lấy đi thứ gì diệp thu ngây cả người ra còn không đợi diệp thu kịp phản ứng chỉ thấy người đàn ông che mặt dẫn đầu vung tay lên chỉ vào diệp thu tại chỗ ra lệnh xử hắn ta theo một tiếng ra lệnh đó trong lúc nhất thời tất cả người đàn ông áo đen che mặt đều lao về phía diệp thu mẹ nó để sáo lộ sắc mặt diệp thu lập tức biến đổi vội vàng khoát tay giải thích nói các người nghe tôi nói tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ kia các người đừng bị cô ta lừa gạt tao quản chúng mày có biết nhau không làm gì nếu như mày đã thấy chúng tao vậy thì đáng đời mày không may người đàn ông dẫn đầu cười lạnh nói nói xong hắn ta trực tiếp nói với những người đàn ông che mặt kia không cần thủ hạ lưu tình thà giết lầm một đứa cũng tuyệt đối không được để ai rời đi vâng đám đàn ông che mặt gật đầu nhào nhào móc chủy thủ sắc bén từ trong ngực ra. Như thế, rõ ràng là không định cho Diệp Thu một con đường sống nào. Điều này khiến sắc mặt Diệp Thu lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, lúc đầu là tôi không có ý định xen vào chuyện của người khác, nhưng các người lại không phân biệt tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Nhưng mà, nghe Diệp Thu nói lời ấy, trong mắt đám đàn ông che mặt lại tràn đầy vẻ xem thường cùng khinh thường. Theo bọn họ nghĩ, đây chẳng qua chỉ là một con run dế trước khi chết, tuyệt vọng ăn nói bừa bãi mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt, bọn đàn ông che mặt đã chạy đến trước mặt Diệp Thu, lập tức huy động chủy thủ sắc bén trong tay, trực tiếp đâm về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhíu mày, vội vàng nhảy về phía sau kéo dài khoảng cách với bọn đàn ông che mặt, né tránh sự tấn công. Thấy vậy, người đàn ông dẫn đầu cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ha, loại người nhát gan, đúng là thật biết tránh, chỉ là để tao xem mày có thể trốn được đi đâu. Nói xong, gã ta trực tiếp ra lệnh với bọn đàn ông che mặt, "Vây bắt nó cho tao, tốc chiến tốc thắng." "Vâng." Bọn đàn ông che mặt nhẹ gật đầu, lập tức chia nhau ra tấn công, từ các hướng khác nhau tiến hành vây quanh Diệp Thu. Mà trong ngõ hẻm tất cả chỉ có bao lớn. Rất nhanh, Diệp Thu liền bị bọn đàn ông che mặt vây quanh, không còn đường lui nào khác. "Lần này, tao xem mày còn tránh thế nào nữa." người đàn ông dẫn đầu cười lạnh nói. Diệp Thu híp híp hai mắt, lập tức nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười, đã không tránh được, vậy thì tôi không tránh thôi. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp cởi dép lào bên chân phải của mình ra, xoay người cầm trong tay. Một màn này, cũng làm tất cả mọi người tại đây đều sướng sờ. Bao gồm cả cô gái xinh đẹp mặc áo ra trên gương mặt cũng lóe lên một vòng nghi hoặc. Anh muốn làm gì? chẳng lẽ là chuẩn bị dùng dép lê để đại chiến với nhiều cao thủ như vậy sao phải biết những người đàn ông che mặt này đều không phải là cao thủ bình thường chính là sát thủ đã chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp thực lực vượt xa hơn người thường ngay cả mình cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ mà tên nhóc này thế mà chuẩn bị dùng dép lê đối phó bọn họ đây không phải rõ ràng là muốn chịu chết sao nghĩ đến đây trong mắt cô gái xinh đẹp mặt áo da lóe lên một vòng áy náy. Cô ta đã bắt đầu hối hận vì đã liên lụy đến Diệp Thu. Vốn muốn mượn Diệp Thu giúp thu hút sự chú ý của đám đàn ông che mặt một chút để mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Cũng không nghĩ đến, bây giờ lại hại đến Diệp Thu. Điều này khiến trong lòng cô gái xinh đẹp mặc áo da tràn đầy áy náy, lập tức cũng thở dài một hơi. Nhóc con, không thể không nói, mày làm tao buồn cười quá, mày cởi giày làm gì chẳng lẽ là định dùng dép lê phòng thân sao? Ha ha ha! Người đàn ông cầm đầu ngửa trào phúng cười to một trận, lập tức trực tiếp ra lệnh với đám đàn ông che mặt, không cần nương tay, tiễn tên ngốc này xuống địa ngục đi. Nghe lời ấy, đám đàn ông che mặt không nói hai lời, nhao nhao dơ chủy thủ lên, đâm về phía Diệp Thu. Nhưng mà đối với chuyện này, chuyện trinh thám, Diệp Thu lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhít, cầm dép lê trong tay, trên mặt không có chút biểu cảm gì, thật giống như sợ đến choáng váng cô gái mặc áo ra có chút không đành lòng nhắm mắt lại bởi vì cô ta biết tiếp theo chắc chắn diệp thu sẽ bị đâm thành than tổ ong á à, rất nhanh một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng liền vang lên trong ngõ hẻm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ấy đôi mi thanh tú của cô ta nhíu một cái cảm thấy có chút không đúng bởi vì khoảng cách tiếng kêu thảm thiết này giống như càng ngày càng gần cô ta thế là cô gái xinh đẹp mặc áo ra theo bản năng mở to mắt nhìn lại, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì một người đàn ông che mặt nhanh chóng lao về phía cô ta. chương 138, giao ví tiền ra đây mắt thấy tên đàn ông che mặt cách mình càng ngày càng gần. Tình huống khẩn cấp, cô gái xinh đẹp mặc áo ra cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng lướt qua bên cạnh né tránh. Lập tức chỉ nghe thấy tiếng vang phịch. Tên đàn ông che mặt kia đâm thật mạnh vào vách tường, bất tỉnh nhân sự tại chỗ điều này khiến cả người cô gái xinh đẹp mặc áo da kia sững sờ lập tức vội vàng quay đầu nhìn về phía diệp thu thấy thế này cô gái mặc áo da đều muốn sợ đến ngây người chỉ thấy giờ phút này sắc mặt diệp thu bình thản đứng ở trong đám người cầm dép lào trong tay giống như thiên thần xuống trần những gã đàn ông che mặt lao về phía anh hoàn toàn còn chưa kịp ra tay liền đã bị anh xoay tay kéo ngược giày trực tiếp đánh bay ra ngoài sau khi ngã xuống lại la hét thảm thiết cũng đứng lên không nổi nữa dần dần đám đàn ông che mặt còn lại cũng bắt đầu sợ không còn dám chủ động tấn công nữa nhưng mà lúc này diệp thu lại là đột nhiên phản thủ làm công cầm dép lào đuổi theo che đám đàn ông che mặt mà quất loạn một hồi lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được số lượng bọn đàn ông che mặt nhanh chóng giảm đáng kể chỉ chốc lát sau liền nằm lộn xộn ngổn ngang cùng một chỗ tiếng kêu rên liên hồi không có một người nào còn có thể đứng đấy. Thấy qua một màn này, cô gái mặc áo ra cùng người đàn ông dẫn đầu lập tức đều sợ ngây người. Hai người từng gặp qua người mạnh mẽ, nhưng chưa từng thấy qua người mạnh như vậy. Trong tay cầm theo một chiếc dép lào, đã có thể hung tàn như thế. Cái này nếu dám cho anh một thanh đao thanh long yển nguyệt của quan công, vậy còn không được thiên hạ vô địch sao? Nghĩ đến đây, người đàn ông dẫn đầu toàn thân đều không tự chủ được mà run lên bởi vì tình hình lúc này đã trở nên bất lợi đối với một người cầm đầu bóng bẫy như gã ta bốp diệp thu vứt dép lào xuống mặt đất một lần nữa mang vào chân phải lập tức nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu một mặt ngoạn vị nói hiện tại coi như chỉ còn lại anh mày mày muốn làm gì toàn thân người đàn ông dẫn đầu không tự chủ được mà run lên theo bản năng lui về phía sau nhưng mà gã ta đứng không xa cô gái xinh đẹp mặc áo da lắm đều ở trong góc tường cho nên vừa lui hai bước liền không còn đường nào có thể lui nữa sau lưng là tường cao bay vây mặc kệ đi làm một ít chuyện anh muốn làm với tôi diệp thu cười lạnh lập tức trực tiếp nhấc chân đi đến phía người đàn ông dẫn đầu mày muốn giết tao nhóc con tao khuyên mày tốt nhất đừng tự tìm phiền phức tao cũng không phải người bình thường nếu như mày dám động vào tao vậy thì cứ chờ sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi Người đàn ông dẫn đầu hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu một chút, ngoài mạnh trong yếu quát. Có đúng không? Diệp Thu nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười châm biếm, vừa mới chuẩn bị tiến lên ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này. Chỉ nghe một tiếng thổi, phù. Một thanh thủy thủ sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua cổ người đàn ông dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Trong nháy mắt, trong mắt của người đàn ông dẫn đầu trừng tròn xoe, hai tay che lấy cổ đứng nguyên chỗ co quắp một hồi lâu lập tức ẩm vang ngã xuống đất người chết không thể lại chết nữa mà người ra tay chính là cô gái mặc áo da chậm chạp không có động tính gì ở bên cạnh cô ta thừa dịp lúc người đàn ông dẫn đầu đặt tất cả sự chú ý lên người diệp thu tạo ra một kích trí mạng cho người đàn ông dẫn đầu người đàn ông dẫn đầu cũng thật chủ quan nếu không lấy sức mạnh của người đàn ông dẫn đầu chân chính đánh lẻ một mình chưa chắc cô gái mặc áo ra có thể đánh lại gã ta. Tôi giết hắn rồi, hẳn là anh không ý kiến gì chứ. Cô gái áo ra vỗ vỗ hai tay, nhìn Diệp Thu, cười hỏi. Này này này, tôi vất vả đánh mấy tên lâu la nửa ngày trời, cô lại cướp người đứng đầu của tôi. Đây nếu là đánh LOL, tôi nhất định sẽ báo thù cô. Diệp Thu trợn nhìn cô gái xinh đẹp mặc áo ra một chút, tức giận nói. Anh đúng là rất thú vị, cô gái mặc áo ra hé miệng cười một tiếng lập tức đi lên trước đưa tay phải ra với diệp thu mỉm cười nói tôi tên lạc y y cảm ơn anh ra tay giúp đỡ là bị ép ra tay tôi là bị ép được chưa diệp thu trợn mắt nhìn lạc y y một chút vô cùng bất đắc dĩ nói ha 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 lạc y y hé miệng cười một tiếng dịu dàng nói mặc kệ là bị ép hay là chủ động anh cũng cứu mạng tôi tôi cũng nên đến cảm ơn anh nha tiếng cười thanh thúy êm tai kia, lộ ra êm tai lạ thường. Diệp Thu theo bản năng đánh giá lạc y y từ trên xuống dưới. Vừa rồi anh cũng không có nhìn kỹ. Bây giờ đến gần xem xét. Không thể không nói, lạc y y này quả thật là xinh đẹp cực phẩm. Có một gương mặt lô ly xinh xắn. Nhưng cô ta lại có dáng người như ác quỷ. Trên người mặc một chiếc váy đen bằng da bó chặt. Trước đó lồi sau vỉnh lên đường cong chữ S, cùng đôi chân dài thẳng tắp kia, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không thể nhịn được. Đây quả thực là một tiểu yêu tinh không quyến rũ không lấy mạng nha. Chẳng qua đối với những thứ giống vậy. Diệp Thu lại là không nổi lên bất cứ hứng thú gì. Nhìn xem mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Mặc dù cô gái này quyến rũ xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu. Dính sẽ có một đống phiền phức. Cho nên Diệp Thu vội vàng khoát tay, thản nhiên nói, không cần khách sáo như vậy, cứ cho rằng tôi là người tốt làm việc tốt đi, cáo từ. Nói xong, Diệp Thu liền muốn quay người rời đi. Chuyện kia, xin hãy chờ một lát. Lạc y y vội vàng gọi Diệp Thu lại. Còn có chuyện gì nữa? Diệp Thu quay đầu lườm Lạc y y một chút, không kiên nhẫn mà hỏi. Tôi còn có một chuyện còn phải làm phiền anh. Hàm răng Lạc y y khẽ cắn môi mỏng, có chút thẹn thùng nói. Có chuyện gì vậy? Diệp Thu nhíu mày, nghi ngờ nói chính là lạc y y vừa nói ở một bên lại tiếng gần đến diệp thu đột nhiên khuôn mặt nhỏ lạnh lại tay phải từ phía sau lưng nhanh chóng móc ra một thanh thủy thủ sắc bén gác trên cổ diệp thu lạnh lùng hỏi anh có mang tiền trên người không diệp thu cả người đều sững sờ một mặt quái dị nhìn lạc y y có chút im lặng mà hỏi cô gái xinh đẹp tôi cứu được cô không phải là cô còn muốn cướp tôi chứ giao ví tiền của anh cho tôi lạc y y dùng gương mặt nhỏ lạnh như băng nói nhìn dáng vẻ tôi giống kẻ có tiền lắm sao nếu không cô đổi sang cướp một tên có tiền khác đi diệp thu chỉ chỉ vào đôi dép lào của mình bất đắc dĩ nói bớt nói nhảm đi tôi cần dùng gấp nhanh lấy ví tiền ra cho tôi nếu không tôi sẽ giết anh ý lạnh trong mắt lạc y y lóe lên dùng giọng nói lạnh lùng nói ai xưa nay nhiều phụ nữ hay thay đổi quả thật câu nói này không hề sai diệp thu bất đắc dĩ thở dài một hơi lập tức đành phải móc ví tiền ra cười khổ nói trong ví tiền của tôi chỉ có mấy trăm đồng nếu như cô cần dùng gấp thì lấy đi đi đừng có lộn xộn lạc y y chừng diệp thu một chút đưa tay trái ra muốn lấy đi ví tiền trong tay diệp thu nhưng mà trong một khắc tay trái của cô ta chạm đến ví tiền của diệp thu trong tay phải cô ta đột nhiên mất mát chuyện này khiến lạc y y biến sắc vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy thanh trùy thủ mình gác lên cổ Diệp Thu, chẳng biết lúc nào vậy mà đã bị Diệp Thu đoạt đi. Trong lúc nhất thời, chương 139, cứu người quan trọng. Anh, đôi mắt đẹp của Lạc Y Y giận dữ nhìn một cái, cắn lấy hàm răng trắng. Đừng có anh anh tôi tôi gì cả, tôi cứu được cô, cô không cảm kích tôi, lại còn muốn cướp ví tiền của tôi. Nếu như tôi đặc biệt có tiền thì thôi, tiền trong ví có mấy trăm đồng mà cô cũng không biết ngại cướp đoạt. Cô còn chúc tình người nào không?" Diệp Thu trợn mắt nhìn Lạc Y Y một chút, tức giận nói. Bây giờ anh càng nhìn người con gái này càng cảm thấy chán ghét. "Tôi thật sự là cần dùng gấp mà." Lạc Y Y chớp chớp đôi mắt to, một mặt ủy khuất nói. "Bớt đóng kịch với tôi đi, uy tín của cô ở trước mắt tôi đây bằng không, trả ví tiền cho tôi, bằng không mà nói, tôi cũng không ngại dùng thủ đoạn ác với con gái đâu." Trong mắt Diệp Thu lóe lên một ý lạnh, cười lạnh nói nói xong, anh dán thật chặt lưỡi thanh thủy thủ trên da lạc y y. Chỉ cần anh dùng lực một chút, lạc y y kia sẽ bị cắt đứt cổ họng. Có lẽ là lạc y y cũng cảm nhận được sát ý bên trong mắt của Diệp Thu. Lạc y y biết Diệp Thu làm thật. Cô ta tin tưởng, nếu như mình không trả lại túi tiền, chắc chắn Diệp Thu sẽ hạ sát thủ với cô ta. Nghĩ tới đây, lạc y y cắn chặt răng ngà, đành phải không cam lòng giao túi tiền ra. Thế này mới đúng chứ khóe miệng Diệp Thu hơi câu lên, vừa muốn đưa tay qua đoạt lại ví tiền của mình. Dầm, đột nhiên lại có một tiếng vang vang lên ở đầu ngõ hẻm. Diệp Thu theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một ông cụ dâu trắng bị một chiếc xe BMW 730 màu đen đụng bay tại chỗ. Sau khi vẽ một vòng cung trên không chung một lúc, ông cụ ầm ầm ngã xuống dưới đất tại đầu hẻm. Diệp Thu có thể cảm nhận rõ ràng. Hơi thở của ông cụ kia sắp biến mất, nếu như không kịp sơ cứu, đến lúc cho dù là đại la kim tiên tới cũng cứu không được ông ấy. Nghĩ tới đây, Diệp Thu liền dự định lấy ví tiền của mình về trước, sau đó nhanh đi cứu người. Thế nhưng lúc anh quay đầu lại, cả người đều ngây ngẩn. Bởi vì Lạc Y Y cũng sớm đã không thấy bóng dáng, mà ví tiền của anh cũng bị Lạc Y Y cho cầm theo chạy mất. Thấy thế, sắc mặt của Diệp Thu trong nháy mắt trầm xuống. Lấy tốc độ của anh, nếu bây giờ đuổi theo, chắc chắn có thể đuổi kịp lạc y y, lấy lại túi tiền. Nhưng như vậy, đợi lúc anh quay lại chắc chắn ông cụ đã lạnh thay rồi. Mạng người quan trọng, vẫn là cứu người trước quan trọng. Thế là Diệp Thu chỉ có thể từ bỏ việc đuổi theo lạc y y, vội vàng chạy đến trước mặt ông cụ ngồi xổm xuống, móc ngân châm mang theo bên mình, sơ cứu cho ông cụ. Cùng lúc đó, không ít người qua đường cũng đều bị hấp dẫn đi đến, vây ở bốn phía bọn họ thấy diệp thu còn trẻ như vậy thế mà dám châm cứu cho ông cụ cũng bắt đầu chỉ trỏ diệp thu nói gần như châm chọc người trẻ tuổi cậu có giấy phép hành nghề y không nếu như không có thì nhanh đưa người đến bệnh viện đi nhóc con đừng tưởng rằng mình hiểu biết châm cứu một chút liền dám tùy tiện đâm loạn cho người ta châm cứu nhiều lắm là chỉ có thể điều dưỡng thân thể sao có thể cứu người chứ vẫn nên nhanh đưa người ta vào viện đi nếu không làm trễ nải thời gian tốt nhất để cứu chữa trách nhiệm này cậu nhận nổi à? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tôi thấy ông già kia sắp không xong rồi, phải nhanh đưa vào viện mới đúng vậy mà cậu ta lại còn muốn châm cứu cho người ta, thật sự coi chính mình là hoa đà tại thế không bằng. Chấm 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 chấm, chấm. nghe lời nói của mọi người. Sắc mặt Diệp Thu cũng trầm xuống. Lúc đầu ví tiền bị lạc y y thừa cơ trộm đi, anh đã tức giận đầy bụng. Mà giờ khác này những người này không chỉ không giúp đỡ, còn đứng ở nơi đó chất vấn anh châm chọc anh điều này khiến ánh mắt diệp thu tràn đầy ý lạnh lạnh lùng nói nếu có thể các người cứ tự lên cứu còn không thì im miệng hết cho tôi lời này vừa nói ra dường như mang theo một luồng áp lực vô hình dọa mọi người ở đây lập tức ngậm miệng lại không còn dám lên tiếng chỉ là trong lòng bọn họ vô cùng không cam lòng bởi vì theo bọn họ nghĩ mình cũng là vì muốn tốt cho diệp thu nhưng diệp thu lại không biết nhận phần tình này Điều này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy oán khí đối với Diệp Thu. Lập tức bọn họ cũng không rời đi cứ đứng ở xung quanh nhìn xem. Ngược lại bọn họ muốn xem xem, nếu như Diệp Thu không cứu sống ông già được mà ngược lại còn làm chậm trễ thời gian vàng để cứu ông già thì nên làm cái gì. Đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự báo cảnh sát bắt Diệp Thu lại. Cứ như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ngân châm trong tay Diệp Thu từng cây từng cây cắm vào người ông cụ lấy y thuật của Diệp Thu, lại thêm cứu trợ kịp thời. Chỉ chốc lát sau, ông cụ đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chậm rãi mở hai mắt ra. Mọi người vây xem thấy thế này, cả đám đều sợ ngây người, trong mắt kém chút đã rơi ra tại chỗ. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là kỳ tích mà. Dưới tình huống không vào phòng giải phẫu, chỉ dùng mấy cây ngân châm liền cứu sống tính mạng của một ông cụ hấp hối. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi mà diệp thu mắt qua bọn người ở đây một chút cười lạnh hỏi vừa rồi là ai nói với tôi châm cứu chỉ có thể điều dưỡng thân thể không thể cứu người lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người đều thay đổi lập tức cũng không còn mặt mũi ở lại đây chờ đợi nhao nhao giải tán đi thấy vậy diệp thu xem thường cười một tiếng lập tức cúi đầu nhìn về phía ông cụ dâu trắng mỉm cười hỏi ông cảm thấy sao rồi còn ổn chứ còn vẫn ổn Ông cụ dâu trắng hơi yếu ớt trả lời, lập tức bắt lấy hai tay Diệp Thu, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, cậu trẻ, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu cái mạng già này của tôi đã không còn rồi. Không có việc gì, đây đều chuyện con nên làm. Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, lập tức nhìn ông cụ dâu trắng hỏi, ông có thù gì với chiếc xe kia sao? Sao nó lại muốn đụng ông vậy? Tôi không biết, tôi chỉ là một người đi đường, đột nhiên bị đụng. Ông cụ dâu trắng lắc đầu, một mặt mờ mịt nói. a à, vậy chẳng phải gây chuyện rồi bỏ trốn sao? Diệp Thu híp híp hai mắt. Cũng không biết vì sao, trực giác nói cho anh biết, chuyện này có vẻ như không có đơn giản như vậy. Chỉ là tạm thời Diệp Thu cũng không nghĩ nhiều như vậy, cúi đầu nhìn ông cụ dâu trắng hỏi, ông nhớ số điện thoại người nhà không? Gọi bọn họ đến, để cho bọn họ đón ông đi, tuổi cao như ông, thể cốt yếu, nhất định phải điều trị ở bệnh viện một thời gian mới được. Đi, tôi gọi điện thoại cho con tôi. Ông cụ dâu trắng nhẹ gật đầu, chương 140, ví tiền của tội bị người ta cướp rồi. Đang bận sao? Diệp Thu cau mày suy tư một chút, lập tức nhìn ông cụ dâu trắng nói, vậy cứ như thế này đi, trước tiên con đưa ông đến bệnh viện trước, sau đó ông hãy liên lạc lại với con của ông, cứ chờ trên đường thế này cũng không phải chuyện gì tốt. Cậu nhóc, vậy có phải là quá làm phiền con rồi sao? Ông cụ dâu trắng có chút ngượng ngùng nói, sẽ không đâu, dù sao con cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, lập tức liền đỡ ông cụ dâu trắng từ dưới đất lên, kêu một chiếc taxi, đi đến bệnh viện gần nhất. Đi vào bệnh viện, Diệp Thu giúp ông cụ làm thủ tục nằm viện, sắp xếp phòng bệnh thật tốt, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm. Đối với chuyện này, ông cụ ngàn lần biết ơn, cảm kích Diệp Thu rất nhiều, đồng thời cũng hứa với Diệp Thu, chờ con mình đến, nhất định phải báo đáp Diệp Thu thật tốt. Diệp Thu đương nhiên là cự tuyệt. Lúc đầu để anh gặp được chuyện này, anh sẽ không mặc kệ. Huống chi đã quyết định giúp người ta, vậy dĩ nhiên sẽ giúp đến ngọn nguồn, tất cả đều nên làm. Bởi vì ông cụ vừa mới bị trọng thương, thể cốt suy yếu. Sau khi hai người tùy tiện hàn huyên vài câu ở trong phòng bệnh thì ông cụ cũng đi ngủ. Diệp Thu từ trong phòng bệnh đi ra, tìm một góc không người, lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho U Dương Hạo. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Lão đại, có gì phân phó? U Dương Hạo nghi ngờ nói. Ví tiền của tôi bị người ta cướp đi rồi. Diệp Thu có chút bất đắc dĩ nói. "Hả?" U Dương Hạo cả người sững sờ, lập tức tại chỗ phá lên cười, "Phụt ha ha ha, lão đại, không phải chứ?" Anh xác định là không có đùa với tôi chứ? Người cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao?" Diệp Thu sờ lên mũi, bất đắc dĩ nói tôi thèm vào thật đó ai làm trên thế giới này vẫn còn có người dám cướp đồ từ trên tay của anh sao u dương hạo rất là kinh ngạc hỏi một cô gái vô cùng phiền phức hơn nữa tình huống lúc ấy có chút phức tạp tôi để cho cô ta thấy sơ hở diệp thu cau mày nói cô gái tôi đoán chắc chắn cô ta rất xinh đẹp rồi u dương hạo vô cùng hứng thú mà hỏi cậu có ý gì diệp thu nghi ngờ nói lão đại chứ cho tôi nói thẳng trên thế giới này cô gái xinh đẹp sẽ có đặc quyền cho nên nếu như là một cô gái xinh đẹp cướp đi ví tiền của anh vậy tôi cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao anh cũng là một người đàn ông nương tay với cô gái xinh đẹp đó là chuyện rất bình thường u dương hảo vừa cười vừa nói nói bậy lúc ấy là có nguyên nhân khác không liên quan đến việc cô ta xinh đẹp diệp thu tức giận nói được rồi được rồi vậy lão đại gọi điện thoại cho tôi là chuẩn bị để cho tôi đòi lại túi tiền giúp anh à?" U Dương Hạo cười hỏi. Dù sao là cấp dưới của Diệp Thu lâu như vậy, giữa anh ta và Diệp Thu đã được bồi dưỡng đến ăn ý rồi. Có đôi khi không cần phải nói rõ ra như vậy, cũng có thể hiểu rõ ý tứ của đối phương. "Ừm, mặc dù trong ví đó không có nhiều tiền, nhưng bên trong có một số giấy tờ chứng minh thân phận tôi cần, làm mất rồi, lại phải xử lý một lần nữa, cho nên vẫn nên mau chóng giúp tôi tìm về đi." Diệp Thu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Hiểu rồi." U Dương Hạo đồng ý, lập tức hai người liền cúp điện thoại. Diệp Thu nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 9 giờ đêm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thanh Nhã hẳn là cũng từ công ty trở về rồi. Thế là Diệp Thu trở lại phòng bệnh chào ông cụ một tiếng, đúng lúc lúc này con trai của ông cụ cũng đến. Diệp Thu cùng bàn giao vài câu với anh ta, liền ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị trực tiếp về nhà. Nhưng mà, Diệp Thu vừa mới đi đến cửa chính bệnh viện. "Bác sĩ, bác sĩ đâu? Một bác sĩ nhanh đến đây đi." Cửa bệnh viện đột nhiên xông tới một người đàn ông trung niên toàn thân đầy máu. Tại phía sau còn có mấy hộ vệ áo đen đẩy một giường bệnh. Phía trên có một người trẻ tuổi nằm, sắc mặt trắng bệch, trên người có nhiều chỗ gãy xương, thậm chí xương gãy còn đâm xuyên qua da lộ ra ngoài, lộ ra một đoạn trắng bệch máu tươi cũng đang không ngừng từ bên trong những vết thương kia chảy ra. Đương nhiên, những thứ này đều không phải chí mạng nhất. Ở vị trí giữa lồng ngực cùng giữa rốn, có một mảnh kim loại rộng khoảng 5cm, dài hơn nửa mét đâm xuyên qua. Vết thương đó thật kinh khủng, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi không ngừng chảy ra từ nơi đó. Mà tính mạng của người trẻ tuổi cũng đang không ngừng trôi qua. Dựa theo việc cứ thế này, không còn sống lâu nữa một bác sĩ phụ trách trực ban bác nghe được tiếng gào của người đàn ông trung niên, vội vàng chào đón xem xét. Nhưng sau khi ông ta nhìn thấy vết thương dưới ngực của người trẻ tuổi liền bị dọa đến trắng bệch cả mặt, liền vội vàng lắc đầu nói, thật sự xin lỗi, vết thương thế này thật sự là quá nghiêm trọng, bệnh viện chúng tôi bất lực rồi, xin các người hãy chuyển đến bệnh viện nhân dân giỏi nhất đi, điều kiện chữa bệnh nơi đó tương đối tốt, hơn nữa. Nhưng mà, lời của bác sĩ trực ban còn chưa nói xong, người đàn ông trung niên liền nổi giận tại chỗ, nắm lấy cổ áo của bác sĩ trực ban, giận dữ hết phí con mẹ nó lời làm gì. Tôi biết bệnh viện nhân dân có điều kiện tốt chứ. Nhưng bệnh viện nhân dân xa như vậy, đưa đến đó, máu của con tôi sớm đã chảy khô rồi, hôm nay mẹ nó anh chị cũng phải trị, không chị cũng phải trị, nếu không, ông đây sẽ phá nát bệnh viện của các người. Quý ông này, xin hãy bình tĩnh trước, bệnh viện chúng tôi thật sự không có điều kiện này đâu bác sĩ trực ban tái mặt, một mặt đắng chát nói. Không có điều kiện, thì mẹ nó sáng tạo ra điều kiện ngay cho tôi, tôi mặc kệ, hiện tại lập tức sắp xếp người làm giải phẫu cho con tôi, nếu như con tôi xảy ra một chút sai lầm nào, tôi bắt toàn bộ các người đề mạng cho nó. Người đàn ông trung niên giận dữ hết, mà tiếng giống của người đàn ông trung niên rất nhanh cũng gây được chú ý cho lãnh đạo của bệnh viện. Phó viện trưởng Tôn Bác cùng với hai y tá đang đi đến ai ở đây làm ầm ĩ thế nơi này chính là bệnh viện chẳng lẽ không biết nơi này không thể lớn tiếng ồn ào sao tôn bác quét mắt qua mọi người tại đây một chút một mặt nghiêm túc nói bác sĩ trực ban thấy thế liền vội vàng nghênh đón một mực cung kính nói viện phó tôn người này bảo nhất định phải cứu con của ông ta thế nhưng vết thương của con ông ấy thật sự là vô cùng nghiêm trọng bệnh viện chúng ta thật sự bất lực rồi có đúng không tôn bác quét mắt đến người trẻ tuổi nằm trên giường bệnh một chút cũng nhướng mày lập tức nhìn người đàn ông trung niên nói mời trở về đi bệnh viện chúng tôi cứu không được con ông nếu như cưỡng ép cứu chữa xảy ra chuyện bệnh viện chúng tôi cũng đảm đương không nổi anh chính là phó viện trưởng của bệnh viện này đúng không tôi tên là lưu viễn trí vẫn là câu nói kia của tôi hôm nay nếu như các người không cứu con tôi tôi sẽ để các người đền mạng cho nó người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn tôn bác lạnh lùng nói lưu viễn trí Tôn Bác nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lưu Viễn Trí, đây chính là một giám đốc xí nghiệp lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Châu. Địa sản do tập đoàn Viễn Trí nắm giữ, dù là phóng nhãn toàn bộ tỉnh Thiên Nam địa sản ngành nghề, đều đủ để đứng vào trước người. Audio điện tử Võ Tấn Bền Hết chương 140